Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Mây Hạ, một người tác giả cũng đã rất là thân thuộc với kênh của chúng ta. Và ngòi bút của tác giả Mây Hạ thì quý vị cũng đã biết rồi, rất là hay, rất là xuất sắc phải không ạ? Và câu chuyện ngày hôm nay liệu có được hay, có được xuất sắc, hấp dẫn giống như những câu chuyện mà chúng ta đã từng nghe hay không? Thì bây giờ mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây để cùng nhận định và đánh giá nhé. Này, chúng mày, hôm qua tao gặp cái ông ăn xin ngoài chợ cho vài đồng, mà ông ấy kể tao nghe câu chuyện buồn cười kinh được. Mình vừa ngồi xuống bàn uống nước, đã vỗ đùi đen đét kể lể, khiến cho hai thằng bạn chí cốt là Hùng và Hào không khỏi ngạc nhiên. Hùng lên tiếng. Ông ăn xin lúc điên lúc dại ở ngay đầu chợ đấy à? Hồi trước ông ấy ở cùng làng với tao đấy. Thế ông ấy kể mày nghe cái gì? Mình nghe vậy thì trợn tròn mắt. Anh ngạc nhiên hỏi lại. Ở cùng làng mày á? Thế sao bây giờ lại bị như thế? Hùng tặc lưỡi. Anh uống sạch cốc nước trên bàn rồi thở dài. Chuyện dài lắm. Mày cứ nói việc của mày trước đi. Thấy hai thằng bạn hào hứng kể chuyện, Hào liền gọi thêm ba cốc nước rồi thúc giục. Thế đốt cuộc ông ấy nói với mày cái gì? Nói nhanh đi, ấp á ấp úc mãi không biết ra sao cả. Mình thấy bạn mình sốt ruột cũng chẳng chần chừ thêm. Anh liền cười khà khà. Ông ấy bảo tao có vong theo ám. Mà chúng mày nghĩ xem, trên đời này làm gì có ma quỷ để mà theo ám. Chết là hết, chết là xuống mồ ăn đất với chưa ma với quỷ gì nữa, đúng không? Nghe vậy Hào gật gù. Chính bản thân anh cũng không hề tin vào những chuyện nhảm nhí như vậy. Lúc còn bé người lớn hay nói vậy để dọa đám trẻ con nghịch ngợm thôi, chứ có ai gặp bao giờ đâu. Anh chẹp miệng. Mà tính ra mày cũng rảnh thật đấy. Ông ấy điên thì mày để ý làm gì? Biết là thế, nhưng mà khi ông ấy nhìn tao, cảm giác nó lạ lắm mày ạ. Kiểu vô cùng nghiêm túc, chứ không phải kiểu vô hồn như mấy người điên đâu. Thế mày tin à? Hào chốt lại một câu, nhưng chẳng để cho Minh trả lời thì Hùng đã xen vào. Tao tin là có thật đấy chúng mày. Cái gì? Hai người còn lại nghe vậy thì giật mình kinh ngạc thốt lên. Ngay sau đó cả hai không kiềm chế được mà cười lớn, khiến cho mấy người bàn bên khó chịu, liếc mắt nhìn sang. Mày điên nào Hùng? Tao kể trêu vậy thôi mà mày cũng tin là thật á? Mình ôm bụng cười nắc nẻ, nhưng Hùng không lấy một chút phản ứng, gương mặt anh nghiêm nghị. Tao nói rồi, ông lão ăn xin ấy trước khi là dân của làng tao. Tao biết rõ về ông ấy, không phải tự dưng ông ấy nói mày như vậy đâu. Thấy nét mặt nghiêm túc đó của Hùng, hai người còn lại không còn cười cợt nữa, mà thay vào đó là sự tò mò tột độ. Bấy giờ Hào lên tiếng. Thế mày kể cho bọn tao về ông ấy đi. Nghe mày nói mà tao tò mò quá. Hùng được đề nghị cũng không từ chối. Ánh mắt anh xa xăm hướng về nơi bất định, nhớ về khoảng thời gian 20 năm trước đây. Khi đó Hùng còn là một đứa trẻ 10 tuổi, tính tình khi ấy nghịch ngợm lắm, nên nhiều lần bị mẹ nọc cổ ra đánh nhưng vẫn không chừa cái tật chơi ngu của mình. Thấy anh ương ngạnh, hết bố đến mẹ cũng không bảo được. Cô Thanh liền đưa Hùng sang nhà bà ngoại là bà Năm để gửi nhờ dạy dỗ. Thấy thằng cháu chuyên phá làng phá xóm, sợ hở cái là đốt cây rơm nhà hàng xóm sang nhà mình chơi, bà Năm mừng lắm. Bà dặn con gái cứ về nhà, còn để thằng bé lại, bà lo, rồi nhanh chóng đưa cháu mình vào trong nhà. Thấy người mẹ đã gần lục tuần lật đật chạy theo thằng cháu, cô Thanh không quên dặn. Nó mà nghịch quá thì mẹ gọi con sang đón về nhé. Nói chứ thằng này nó chỉ sợ có mỗi mình mẹ thôi đấy. Bà Năm nghe con nói thì cười tiếp cả mắt. Bà xoa đầu Hùng, giọng nói ấm áp vang lên. Con nghe thấy gì chưa? Hừ là bà đánh đòn đấy. Hùng nghe vậy cười tiếp cả mắt. Vì anh biết bà thương mình nên sẽ chẳng đánh đau bao giờ, nên chẳng chịu ngồi yên, cứ chạy nhảy linh tinh ở trong nhà náo loạn. Bà Năm vốn mất chồng từ mấy năm trước do một cơn bạo bệnh. Ngôi nhà hiu quạnh tiếng người, nay có thằng cháu sang ở thì náo nhiệt hẳn lên. Hàng xóm thấy vậy vừa vui lại vừa thấy lo.
vui vì nghĩ bà Năm sẽ không còn cô đơn lủi thủi một mình nữa. Nhưng rồi lại lo cho cây rơm nhà mình, không biết có bị thằng bé này nhòm ngó sang châm cho mồi lửa hay không nữa. Cứ thế, thỉnh thoảng họ lại sang cho Hùng ít quả này bánh nọ, mong nó làm ơn làm phước không sang nhà mình gây sự. Thằng Hùng thấy vậy thì thích lắm. Sáng nó đi học, rồi chiều về lại cùng bà đan giỏ gói bánh, để ngày mai mang ra chợ bán. Tính tình cũng ngoan hiền hơn hẳn khi trước. Tối hôm đó đang ngồi với bà nướng khoai, bỗng nhiên nó tò mò lên tiếng hỏi. Bà ơi, trên đời này có ma thật không hả bà? Sao cháu thấy nhiều người nói nhìn thấy ma mà cháu lại không nhìn thấy vậy bà? Bà Năm nghe vậy thì mỉm cười hiền từ. Bà khẽ ngước mắt lên nhà trên, nơi đặt tấm di ảnh trắng đen của chồng mình, thở dài. Sao cháu tự nhiên lại hỏi vậy? Hùng không chần chừ, liền đáp lại ngay. Sáng ngày đi học á, cháu thấy tụi thằng Nghĩa nói nhìn thấy ma ở đầu làng mình. Cháu không tin nên liền cãi lại thì bị chúng nó không cho chơi cùng nữa. Nghe nguyên nhân của thằng bé mà bà Năm không khỏi bật cười. Đúng là lũ trẻ con, chuyện bé cũng phải xé cho ra thật to. Nhìn thằng cháu vẫn còn đang mong ngóng câu trả lời, bà từ tốn đáp lại. Mà có thật đấy cháu ạ, nhưng không phải ai muốn nhìn thấy cũng được đâu. Phải là người có duyên hay được người âm họ cho nhìn thấy thì mới cảm nhận được sự hiện diện của mình. Vậy là ma có thật hả bà? Nhưng ma là cái gì vậy bà? Sao người ta lại sợ ma đến như vậy à? Tiếng của Hùng bắt đầu run rẩy. Từ trước đến nay nó luôn tin vào những gì mà bà nói, nên khi nghe bà nói như vậy thì không khỏi sợ hãi. Nó ráo rác nhìn xung quanh như thể đang có con ma nào xuất hiện ở đây vậy. Bà Năm biết cháu sợ nên không kể nữa, bà nói. Thôi à, việc đấy cháu lớn lên thì ắt rõ. Bà mà kể tối nay cháu không ngủ được thì khó. Hùng nghe vậy không đồng ý, nó giãy nảy cả lên, nhất quyết đòi bà kể cho nghe. Bà Năm bất lực nhìn cháu mình đầy trìu mến. Kể xong đừng có sợ đến phát khóc nhá. Vâng ạ. Nó hứng khởi đáp lại một câu chắc nịch. Bà Năm lúc này như rơi vào trầm tư. Trong khói bếp mờ mờ cùng với ánh lửa bập bùng, giọng nói của bà vang lên đều đều. Trong truyền khẩu dân gian, ma thường được miêu tả là một dạng người mà thường có màu trắng bạc, cái bóng lờ mờ, nửa trong suốt hay tựa như sương mù, đống đen thổi lùi, đầu tóc bù xù rũ rượi. Bất thình lình xuất hiện không một chút tiếng động trước tầm mắt của con người, khiến cho họ sợ hãi. Ma chỉ là hình bóng, là linh hồn của người đã khuất, đúng như câu hồn ma bóng quế, nên khó thể xác định rõ ràng được hình dáng của nó. Có lúc là dáng người hoàn chỉnh, có lúc lại là những bóng lửa bập bùng xuất hiện trong đêm tối. Thêm nữa, ma hay bay lơ lửng, chân không chấm đất, không có bóng tối, tới lui nhẹ nhàng lưng như làn gió thoảng qua. Cơn gió âm ấy khi đi qua người khiến cho họ cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, nhất thời da gà da vịt nổi lên rần rần. Ma không có cơ thể sống như con người, xã hội của ma theo nhiều người là âm phủ, còn ở chỗ của ma là cái mộ. Ma cũng có thể vương vất ở những nơi tăm tối, vắng vẻ, nơi có liên quan đến khi họ còn sống. Sau khi chết thì đa số hồn ma sẽ về dưới âm phủ để luận tội, rồi sau đó đi đầu thai. Nhưng những bóng ma còn mang nhiều oán niệm hay còn những việc chưa hoàn thành vẫn sẽ vất vưởng nơi trần gian, không sao siêu thoát được. Nói đoạn, bà Năm quay sang nhìn cháu của mình. Hùng chẳng lấy làm sợ hãi, nó vẫn ngước mắt lên nhìn bà của mình vô cùng tò mò. Điều đó khiến cho bà Năm vô cùng ngạc nhiên, vì đám trẻ con trong làng khi nghe bà kể đến đây thôi cũng đã sợ khiếp vía. Ấy vậy mà thằng cháu trời đánh này lại chẳng có một chút cảm xúc sợ hãi nào cả. Thấy bà dừng lại, Hùng liền thúc giục. Bà kể tiếp đi bà. Bà Năm bất lực trước thằng cháu gan dạ của mình, đành tiếp tục nói tiếp. Ông cha đi trước cho rằng thì chỉ có người có duyên với linh hồn đó mới có thể nhìn thấy ma, hoặc người có khả năng đặc biệt như các nhà ngoại cảm mới giao tiếp được với ma quỷ. Thậm chí còn có cả những thầy bói, thầy đồng, thầy pháp. Họ không chỉ có thể giao tiếp mà còn tác động được cả vào ma quỷ nữa đó. Nghe bà kể mà Hùng ngạc nhiên lắm. Nó mường tượng về cảnh đánh nhau của ma quỷ
và thầy Pháp mà không khỏi hào hứng. Tiếng của bà Năm tiếp tục vang lên, làm cho nó như sực tỉnh khỏi cơn mê. Nó lại tiếp tục chăm chú nghe. Nhiều người cho rằng ma có khả năng biết tất cả những gì người sống nghĩ, có khả năng biết được các việc đã, đang và sắp xảy ra. Chính vì thế nhiều người khi bị ma nhập thì phán chuyện nhà người khác vanh vách y như thần thánh trên trời xuống vậy. Có người lại cho rằng ma có khả năng tác động lên thể xác, lời nói của người sống như hiện tượng lên đồng, tác động lên cảm quan người sống như dắt người sống đi lạc vào bụi, xúi người sống ăn đất mà tưởng ăn bánh, hoặc ma có thể tác động lên vật chất như tạo ra tiếng động, rung cây, xô lệch bàn ghế khiến cho người sống sợ hãi, phải bỏ nhà chuyển đi nơi khác. Bà Năm dứt lời, liền thở hắt ra một cái thể hiện sự mệt mỏi. Bà nhìn sang thằng cháu của mình lên tiếng hỏi. Thế à, bà nói như vậy cháu đã hiểu chưa? Hồng gật đầu lia lịa. Bà Năm nói dài quá nên nó cũng chẳng nhớ được bao nhiêu cả. Ấn tượng để lại trong nó chỉ là những bóng người không rõ hình thù, được mọi người gọi là ma, và những liên tưởng về trận đánh giữa ma quỷ và người mà thôi. Thấy nó ngơ ngơ ngác ngác, bà Năm cũng biết tổng cái bộ óc của thằng bé chẳng chứa được bao nhiêu thông tin. Bà cười hiền rồi nói. Thôi, ăn khoai xong rồi vào đi ngủ đi. Nói đoạn, bà bới mấy củ khoai lang thơm phức ra cho nó ăn. Giữa mùa đông lạnh giá như vậy, được cầm củ khoai nóng hổi trên tay, quả là một điều vô cùng hạnh phúc của những người dân khi ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, gà còn chưa kịp gáy thì bà cháu thằng Hùng đã bị tiếng hét của ai đó làm cho bừng tỉnh. Hùng lờ mờ mở mắt, nó thấy bà đang lật đật ra bên ngoài, cũng vội vàng đi theo. Bà Năm ra đến ngoài cổng, cũng là lúc người đàn bà cùng làng hớt hải chạy đến. Vừa nhìn thấy bà Năm, bà ta đã hét lên. Ôi bà Năm, ngoài kia có người chết bà Năm ơi. Bà Năm nghe vậy thì sững người, bà gấp gáp hỏi lại. Ai chết, chết ở đâu? Người đàn bà tên Hà thở dốc, chỉ tay về phía con đường đất nói trong sợ hãi. Ôi giời, ngoài mương nước có người chết bà Năm ạ. Bấy giờ những người gần đó nghe thấy tiếng hét cũng vội vàng chạy ra xem. Nghe thấy bà Hà nói vậy thì hốt hoảng cả lên. Đám người náo loạn kéo nhau ra ngoài mương nước xem rốt cuộc có phải như vậy hay không. Bà Năm nhìn theo bóng người rời đi, trong lòng cũng vô cùng tò mò. Nhưng vì còn thằng Hùng ở cạnh nên bà không dám để cho nó nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. Đám trẻ con nhìn thấy những thứ này rất dễ bị ám ảnh, nên nhất quyết bà không cho nó đi. Mặc dù Hùng dãy nảy lên, đành đạch nhất quyết đòi ra xem bằng được. Người làng theo lời của bà Lan kéo nhau ra ngoài mương nước, thì tá hỏa nhận ra xác chết Trương Phành đang nằm phơi bụng lênh đênh theo dòng nước. Xác chết đang trong quá trình phân hủy, rồi nhặng bâu rình rình bốc lên mùi hôi thối, khiến cho những người chứng kiến không khỏi nôn khan. Hình như là thằng Tài con nhà bà Hương đúng không mọi người? Bất ngờ một người đàn ông lên tiếng. Mặc dù gương mặt của xác chết lố rỗ vì bị cá chuột cắn cho nham nhở, nhưng ông vẫn mường tượng ra gương mặt quen thuộc của thằng con nhà hàng xóm mới lên tuổi đôi mươi. Bà Lan nghe vậy thì vỗ tay kết đét, như thể nhận ra điều gì đó quan trọng lắm. Đúng rồi, bà Hương sáng nay bảo với tôi là thằng Tài lên huyện đi làm, mà cả tháng nay vẫn chưa về nhà. Gọi điện thì không nghe, bà ấy đang định lên chỗ làm đi tìm đây này. Hay là... Nói đến đây, bà Hà ngập ngừng, vì nếu đúng như những gì bà suy nghĩ thì thảm thương quá. Chẳng bao lâu sau, bà Hương được người làng truyền tin cùng ông chồng tên Kiến lao như bay đến hiện trường vụ việc xảy ra. Khi ấy, cái xác đã được người trong làng vớt lên để trên chiếu nên đã bớt phần kinh dị hơn một chút. Vợ chồng bà Hương nhìn cái xác vô hồn đang nằm im bất động trên đất mà người làng cho rằng đó là thằng Tài thì sững người. Bà không thể chấp nhận sự thật đó, lại thêm không nhìn rõ khuôn mặt nên vẫn chống chế. Nhất định không phải là con tôi đâu ông bà ơi, không thể nào là thằng Tài nhà tôi được đâu. Trái ngược với dáng bộ mất bình tĩnh của vợ, ông Kiên chậm chậm bước lại chỗ xác chết. Hai mắt ông đã rưng rưng, nhưng vẫn cố gắng để kiềm chế không cho nó rơi xuống, vì ông nhận ra bộ quần áo quen thuộc của con trai mình. Ông tiến lại vạch tay xác chết lên trước sự chứng kiến của mọi người, khiến ai nấy đều kinh sợ. Phải biết xác chết kia đã cứng đờ, da dẻ trắng bạch vô cùng kinh dị. Vậy mà ông Kiên lại có thể tay không động vào,
khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Ông Kiên bất chấp sự khuyên can của mọi người, liền kéo tay áo của xác chết lên. Khi nhìn thấy nốt ruồi to tướng trên tay của xác chết, ông như ngã quỵ xuống mặt đất. Lúc này, ông không còn kiềm chế được nữa mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Bà Hương thấy vậy hốt hoảng lao đến nhìn thì ngất lịm, vì đích xác đây chính là thằng Tài, con trai của bà chứ không phải là ai khác nữa. Người làng khi ấy ai cũng xót xa cho ông bà Kiên. Sinh mãi mới được đứa con lại bị chết thảm như vậy thì ai mà chẳng xót. Dân làng thương lắm, liền chung tay đưa Tài về để tổ chức đám ma. Bà Hương thương con ngất đi tỉnh lại suốt. Mỗi lần tỉnh dậy, bà lại khóc lên inh ỏi, khiến cho căn nhà vốn đã ám mùi âm khí lại càng trở nên tang tóc hơn bao giờ hết. Ông Kiên nhìn chiếc quan tài, ánh mắt không khỏi phẫn uất. Trần đời cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Hùng được bà dẫn sang phúng viếng người anh cùng làng thì ngạc nhiên lắm. Tuy rằng không hay chơi cùng với nhau, nhưng lần nào gặp Tài cũng cho nó kẹo, nên mọi đứa trẻ trong làng đều vô cùng yêu quý. Thằng Nghĩa cũng được bố mẹ đưa sang, thấy Hùng đứng cùng bà ở một góc nọ, nhanh nhẩu chạy sang bắt chuyện. Mày cũng sang đây à? Ờ, bà ta bảo anh Tài chết rồi. Hùng buồn buồn đáp lại. Nó nhìn vào chiếc quan tài trong nhà, ánh mắt buồn rười rượi. Nghĩa cũng chẳng kém cạnh, nó thở dài rồi kéo Hùng sang một góc. Hai đứa lủi thủi chơi một mình, mặc cho người lớn đang tấp nập ở trong phụ giúp. Ơ, anh Tài! Bất giác Hùng reo lên khiến cho mấy người lớn đứng gần cũng hốt hoảng quay lại. Thằng Nghĩa nghe bạn mình gọi tên của anh Tài thì ngạc nhiên lắm. Nó nhìn theo hướng tay chỉ của Hùng nhưng chẳng hề thấy gì. Nó gắt. Mày điên à Hùng? Anh Tài chết rồi mày còn gọi cái gì nữa? Hùng quay sang nhìn bạn của mình bằng cặp mắt ngơ ngác. Nó vẫn chỉ tay về cánh cổng, giọng nói chắc nịch. Rõ ràng là anh Tài mà, mày không nhìn thấy à? Thấy cháu mình nói nhăng nói cuội, bà Năm liền chạy tới quất nhẹ vào mông của nó rồi thì thầm. Cháu đừng có mà ăn nói linh tinh, còn dám nói dối nữa là bà mắng cho đấy. Thằng Hùng bị bà nạt thì ấm ức lắm, nó mếu máo khẳng định lại thêm một lần nữa. Anh Tài đang đứng ở ngoài cổng mà ba, cháu nói thật đấy. Thấy nó cứ đinh ninh như vậy, những người trong đám không khỏi rùng mình. Họ vẫn thường hay nghe nói rằng trẻ con có thể nhìn thấy ma quỷ, mà thằng Hùng đã mếu máo đến như vậy thì chẳng có lẽ nào nó lại nói dối cả. Bấy giờ ai nấy đều hoang mang nhìn ra cánh cổng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhìn thấy gì. Dường như trong hàng chục con người ấy, chỉ có mình Hùng là nhìn thấy mà thôi. Ông Kiên từ trong nhà nghe thấy tiếng của nó, cũng vội vàng ngó ra, nhưng rồi cũng bất lực đi vào bên trong căn nhà. Nhìn cái quan tài đóng kín trước mặt, ông biết rằng chẳng còn phép màu nào có thể giúp con ông sống lại được cả. Và cái thứ mà Hùng đang nhìn thấy kia không phải là thật, mà có thật thì cũng chỉ là do nó ảo giác mà thôi. Cô Hương thấy con mình nói khiến cho mọi người hoang mang thì chạy đến đánh mạnh và đít rồi quát. Còn dám nói dối à? Mau về nhà cho mẹ. Thấy con gái mình tức giận, bà Năm vội vàng dẫn cháu về nhà. Nhưng Hùng vẫn đăm đăm nhìn về cổng nhà của ông Kiên. Khi đi qua cổng, nó còn ngang nhiên hỏi. Sao anh không vào nhà? Bố mẹ anh khóc nhiều lắm đấy. Bà Năm nghe cháu nói vậy, biết là có điều không lành, liền bảo nó im lặng rồi nhanh chóng rời đi. Nghĩa cũng tò mò chạy theo sau hai bà cháu. Đám ma bị câu nói của thằng Hùng làm cho càng thêm nặng nề. Ai nấy đều có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Về đến nhà, bà Năm không cho cháu vào nhà ngay, mà dặn hai đứa ở yên ngoài sân. Lúc này chỉ còn hai đứa trẻ. Nghĩa tò mò hỏi. Mày nhìn thấy anh Tài thật à? Nhưng mà anh ấy chết rồi cơ mà. Hùng không chần chừ mà gật đầu lia lịa. Lúc này bà Năm bưng một chậu củi đang cháy âm ỉ ra, bắt hai đứa phải nhảy qua nhảy lại mấy lần. Hùng nhân lúc đó liền nói với bà. Bà ơi, bà nấy cháu nhìn thấy anh Tài thật đó à? Bên cạnh anh ấy còn có chị nào mặc đồ đỏ rực cơ. Chị ấy nhìn cháu sợ lắm. Bà Năm nghe vậy thì hốt hoảng. Bà biết cháu mình đã gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, nên vội vàng bảo hai đứa vào trong nhà rồi đóng kín cửa lại. Bà thắp nhang lên bàn thờ gia tiên, lẩm nhẩm khấn vái. Mùi khói hương lan ra khắp căn nhà,
khiến cho lòng bà nhẹ nhõm hơn phần nào. Lúc này, bà ngồi cạnh hai đứa trẻ căn dặn. Bà nói này, từ sau có thấy những thứ đó thì cứ giả vờ là không nhìn thấy, nghe chưa? Tại sao vậy ạ? Hùng ngơ ngác hỏi lại, thằng Nghĩa ngay lập tức đáp lại. Tại vì họ sẽ làm hại mình đó. Anh Tài chết rồi, làm sao còn xuất hiện được nữa đúng không? Bấy giờ Hùng mới nhớ lại những gì mà bà mình đã kể. Nó ngạc nhiên lắm, liền quay sang bà mình lắp bắp. Vậy anh Tài mà cháu nhìn thấy là ma à bà? Bà Năm khẽ gật đầu. Bà biết chuyện như thế này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Nhưng nếu như để Hùng cứ như vậy thì sẽ không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nói đoạn, bà liền nắm chặt lấy tay cháu trai mình. Bà dặn rồi đấy, con nhìn thấy anh Tài cũng không được để ý hay hỏi chuyện anh nữa nghe chưa? Thằng Hùng nghe bà nói liền gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên, nó cảm giác toàn thân ớn lạnh đến run lên bần bật như vậy. Thằng Nghĩa cũng bị những lời nói của bà làm cho sợ hãi, nhất thời không dám đi về nhà, vì muốn về thì phải đi qua đám ma của nhà bà Hương. Biết được suy nghĩ của nó, bà Năm thở dài căn dặn. Thằng Nghĩa cứ ngồi ở đó, lát ra bà bảo mẹ sang đón nha, để bà ra thái rau cho lợn đã. Nói đoạn, bà đi nhanh ra bên ngoài, nhưng hai thằng không chịu ngồi yên mà cũng vội vã chạy theo sau. Cả hai không dám rời bà nửa bước, mặc dù ở trong nhà nhưng chúng vẫn thấy vô cùng sợ hãi. Bà Năm nhìn hai thằng cháu bị dọa cho tái xanh cả mặt, chỉ khẽ thở dài. Trong lòng bà bây giờ cũng đang vô cùng hoang mang vì sự việc mà Hùng đã kể. Tại sao bên cạnh vong hồn của Tài lại xuất hiện bóng hình của một cô gái? Lại còn nhìn cháu bà một cách dữ dằn, chứng tỏ người đó không thuộc dạng tốt lành gì cả. Càng nghĩ lại càng khiến bà đau đầu, nên bà chẳng thèm suy nghĩ nữa mà cùng hai thằng cháu ra vườn để băm rau. Tối hôm đó, sau khi Nghĩa được mẹ đưa về nhà, bà Năm cùng với Hùng lên giường chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ từ đằng xa vang lên những tiếng hét vô cùng kinh sợ. Hai bà cháu giật nảy cả mình, ngồi nhộm cả dậy. Thằng Hùng ngơ ngác hỏi, có chuyện gì vậy bà? Bà Năm lắc đầu, bà ở trong nhà cũng có biết chuyện gì đâu mà giải thích. Cùng lúc đó tiếng chó chu vang lên từng hồi, con mực được bà xích trước hiên cũng nhòm dậy hướng ra ngoài cổng mà sủa lên từng đợt. Nhìn con chó như điên loạn giằng mạnh dây xích muốn thoát ra bên ngoài, bà Năm nhận thấy điều gì đó không lành, liền ôm chặt lấy cháu của mình. Đừng nhìn ra ngoài nhé, nghe lời bà, nhắm chặt mắt lại. Hùng tuy không hiểu chuyện gì nhưng rồi cũng nhanh chóng làm theo. Con mực sau khi sủa nhặng cả lên thì tắt lịm, nó nằm thụp xuống đất rên lên ừ, như thể gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Một lúc sau, tiếng chó trong làng tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng la hét mà theo như bà đoán, nó được phát ra từ phía nhà của ông bà Hương Kiên. Mẹ! Mẹ ơi! Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, cùng với đó là tiếng gọi quen thuộc của chị Thanh, khiến cho hai bà cháu hú hồn hú vía. Bà Năm nhanh chóng bật sáng đèn trong nhà, vừa nói bà vừa vội vàng bước ra. Đến ngay đây, có chuyện gì mà tối rồi còn đập cửa ầm ầm như thế? Lấy chồng có con cả chục năm rồi mà vẫn không sửa được cái nét vô duyên là sao? Cánh cửa vừa mở ra, cô Thanh không trả lời liền lao nhanh vào bên trong nhà. Gương mặt cô hốt hoảng, thở không ra hơi. Thấy vậy bà Năm vội rót nước rồi nói, bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Cô Thanh tụ ực hết cả cốc nước, mặc kệ cho thằng Hùng đang léo nhéo ở bên cạnh. Cô liền chạy ra đóng chặt cửa lại rồi nói, chết thật mẹ, nhà ông Kiên có sự không lành rồi. Bà Năm nghe vậy thì ngạc nhiên tột độ. Bà tò mò hỏi lại, rốt cuộc là có chuyện gì? Mày ăn nói đàng hoàng cho mẹ nghe coi. Cô Thanh bấy giờ đã lấy lại được bình tĩnh. Cô giáo giác liếc mắt nhìn xung quanh, như thể sợ ai đó nghe thấy hay đang đề phòng một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Cô hít một hơi thật sâu rồi kể lại câu chuyện chính bản thân mình mới gặp ban nãy. Khi ấy cô Thanh cùng mấy người hàng xóm ngồi ngoài sân uống nước sau khi đã dọn dẹp hết mâm bát ăn cơm lúc chập tối. Đang ngồi xỉa răng nói chuyện với nhau thì bên trong nhà vang lên tiếng bát vỡ lẻng xẻng.
Nghe tiếng động lạ lại sợ đám mèo hoang không may nhảy qua quan tài thì khổ, nên ngay lập tức đám người ngoài sân liền lao vào. Lúc này ở bên trong chỉ còn lác đác vài người đứng trông, còn đâu đã vào phòng nằm nghỉ. Cô Thanh nhìn ông Kiên đang trợn trừng mắt, lắp bắp không lên tiếng chỗ mảnh sành bị vỡ thì hốt hoảng. Bác Kiên, bác làm sao thế này? Cô toàn lao đến nhưng ngay lập tức bị hành động của ông Kiên làm cho đứng khựng lại. Ông run rẩy đưa tay chỉ về chiếc quan tài, miệng ông thì thào. Có tiếng người ở trong đó. Nghe ông nói ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Bên trong quan tài kia chỉ còn cái xác trương phành của thằng Tài, thì lấy đâu ra có người phát ra tiếng được. Một người đàn bà dường như là họ hàng với ông Kiên liền tiến lại nói. Tôi biết chú đau buồn, nhưng thằng bé đã mất rồi thì để cho nó ra đi thanh thản chú ạ. Cô chú mà cứ như vậy thì làm sao nó yên lòng nhắm mắt được. Ông Kiên nghe vậy thì trợn tròn cả hai con mắt. Ông khẳng định chắc nịch. Tôi không có nói đùa đâu. Rõ ràng ban nãy tôi nghe thấy có tiếng người ở trong đó. Vừa dứt lời, bà Hương từ trong phòng lao ra, nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt. Bà gào khóc dữ dội. Các bác ơi, các bác mở quan tài cho con em đi các bác. Nó vừa mới gọi em xong, thằng Tài nó chưa chết đâu mọi người. Những người khi ấy bao gồm cả cô Thanh, nghe vậy thì ớn lạnh cả sống lưng. Phải biết rằng xác chết của Tài đang ở tình trạng phân hủy nên có mùi vô cùng ghê tởm. Nếu bây giờ mở ra thì chẳng khác nào thách thức sự chịu đựng của họ cả. Nhưng nhìn cảnh vợ chồng ông Kiên hết dập đầu chỗ này đến dập đầu chỗ khác thì họ không cam tâm. Bất lực, một vài thanh niên liền tiến tới toàn mở nắp quan tài, thì bất ngờ chiếc quan tài đun lên bần bật khiến cho họ giật mình té ngửa ra đằng sau. Tiếng là, tiếng bàn tán xôn xao hẳn lên. Bà Hương chứng kiến cảnh tượng đó càng gào khóc to hơn. Còn tôi chưa chết, mau mở nắp cho con tôi ra đi. Lần này mấy thanh niên không còn chần chừ nữa mà nhanh chóng cạy nắp quan tài ra. Thì hỡi ôi, mùi su uế ở bên trong bốc ra khiến cho tất thảy phải bịt mũi nôn khan. Một cậu thanh niên dũng cảm hơn hẳn ngó vào bên trong thì hét toáng cả lên, gương mặt thất thần bỏ lê trên mặt đất. Chết rồi, chết thật rồi. Rồi bỏ nhung nhúc thế kia thì sống sao nổi. Vợ chồng ông Kiên không tin, vẫn lao vào để xem thì như ngã quỷ. Bên trong quan tài nhơ nhớp những thứ nước thối rình, thân xác của người con trai đang không ngừng rữa ra với tốc độ chóng mặt. Chẳng để cho bà kịp phản ứng, bất ngờ chiếc quan tài run lên bần bật mà không bị bất cứ thứ gì tác động vào, khiến cho tất cả những người ở đó phải la hét bỏ chạy bán sống bán chết. Một lúc sau, tiếng chó trong làng đồng loạt tru lên, như thể đang báo trước một điều gì đó vô cùng kinh khủng sắp xảy ra đến nơi vậy. Cô Thành sợ quá liền chạy nhanh sang nhà mẹ của mình, vì nhà bà Năm gần đây nhất, chứ cô cũng chẳng có can đảm để vượt qua mấy con ngõ u tối để về nhà mình được nữa. Bấy giờ bà Năm mới biết tiếng hét ban nãy là ở trong đám tang của Tài. Thằng Hùng nghe vậy cũng run rẩy không kém. Nó nép sát vào người của mẹ mình như thể đang tìm chỗ để dựa dẫm vậy. Trời đất, sao để có chuyện như vậy được? Thế trong nhà ông Kiên còn có ai không? Cô Thành lắc đầu, bạn ấy cũng như bao người khác bị dọa sợ, đâu có dám ở lại lâu. Cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến gia đình của ông Kiên nữa. Nghe vậy bà Năm hốt hoảng, nhớ hai vợ chồng sợ đến ngất lịm cả đi thì nguy hiểm lắm. Bất chấp sự khuyên ngăn của cô Thành, bà Năm liền mở cửa chạy nhanh ra chỗ đám ma để xem xét. Cũng may khi đến nơi, bà thấy mấy người họ hàng gan dạ của ông Kiên vẫn còn ở trong. Vợ chồng ông Kiên sợ đến mức ngất cả đi, được người nhà đánh gió mới mơ màng tỉnh lại. Bà đi vào bên trong, khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn. Có lẽ ban nãy mọi người bị dọa sợ đến mức xô bàn xô ghế bỏ chạy thoát thân, nên trước mắt bà chỉ còn là khung cảnh ngổn ngang mà thôi. Quan tài trong nhà được người thân đóng chặt nắp lại, nhưng mùi xù ế vẫn còn phảng phất, khiến cho bầu không khí bên trong vô cùng khó chịu. Bấy giờ một người liền lên tiếng. Tình trạng xác chết thế này thì chôn càng nhanh càng tốt chứ không để lâu được đâu. Nghe vậy, một người khác liền đáp lại. Nhưng ông bà Kiên còn bất tỉnh ở đây thì ai quyết cho được. Mọi người cố gắng chịu đựng đến ngày mai rồi tính tiếp. Nghe cũng hợp lý, nên mọi người nhanh chóng thu dọn lại bàn ghế
đốt thêm hương nhang cho xua đi cái thứ mùi hỗn tạp kia. Bà Năm trở về nhà trong sự mệt mỏi. Cô Thành thấy vậy liền tò mò. Sao rồi mẹ, họ giải quyết thế nào? Có phải vong hồn thằng Tài nó về phá không mẹ? Bà Năm xua tay, bà cũng không nghe ngóng được gì để mà kể cho cô cả. Thấy vậy cô Thành không khỏi thắc mắc. Mà kể ra cũng lạ, thằng Tài tại sao lại chết một cách nhanh chóng như vậy được? Công an điều tra lại nói không thấy dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Chẳng lẽ nó tự nhảy xuống mương rồi chết? Nói xong cô liền lắc đầu nguầy nguậy. Mương tuy rằng nhiều nước, nhưng chỉ quá mông người lớn là cùng thì chẳng có lý nào lại chết đuối được. Và lại công an kết luận người đã ngâm nước một tuần nay, nhưng tại sao lại không có ai phát hiện? Còn mương dẫn từ làng trên xuống dưới, ngày nào cũng có người rửa chân rửa tay, ấy vậy mà lại chẳng ai nhìn thấy. Cho đến ngày hôm nay thì quả thực thật phi lý. Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được điều gì, cô mệt mỏi đi vào bên trong ngủ cùng với Hùng. Bà Năm vẫn đăm chiêu ngồi trên bàn uống nước, nghĩ ngợi về những sự việc xảy ra ngày hôm nay. Dường như cái chết của Tài có ẩn khúc gì đó, chứ không chỉ đơn giản như những gì công an đã kết luận. Sáng ngày hôm sau, tiếng kèn trống vang lên inh ỏi. Tiếng than khóc não nề khiến cho ngôi làng lại càng trở nên tang thương vô độ. Từ sáng sớm, bà Năm cùng cô Thanh dẫn theo thằng Hùng đã sang đám để phụ giúp. Những người hôm qua bỏ chạy cũng có mặt tại đây. Dù cho vô cùng sợ hãi, nhưng vì tình làng nghĩa xóm nên họ vẫn xuất hiện tiến đưa linh cữu của Tài ra đồng. Quan tài của Tài được bốn người thanh niên xốc lên vai rồi từ từ bước đi trong sự thương tiếc của người nhà. Bà Hương thương con lắm, khóc muốn lịm cả người đi, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đủ tỉnh táo để có thể đưa con đi nốt đoạn đường cuối đời này. Chiếc quan tài đi qua cổng chưa được bao lâu, bỗng nhiên một người kêu lên oai oái. Người thanh niên vác quan tài khuỵu cả chân xuống, gương mặt nhăn nhó vô cùng. Trời ơi, sao mà nặng thế này? Ba người còn lại nghe vậy thì ngơ ngác vì họ cảm thấy vẫn rất bình thường, chứ không có nặng như anh ta nói. Nhưng chẳng bao lâu sau, cả ba bất ngờ kêu lớn, gương mặt nhăn nheo không khác gì loài khỉ kinh ngạc thốt lên. Nặng quá, nặng chết mất. Những người đưa tang lúc đó loạn hết cả lên vì xác của Tài chỉ còn cái da bọc xương, vì cũng đã chết cả tuần nay thì lấy đâu ra mà nặng. Nhưng nhìn gương mặt cực khổ của bốn người thanh niên trai trắng nhất làng thì họ biết đó không phải là đùa, mà cũng chẳng ai điên đi đùa vào giờ này cả. Bà Hương nghe vậy liền quỳ thụp xuống đất khóc lóc vật vã vô cùng. Ôi con ơi là con có chuyện gì thì con nói với mẹ, chứ con đừng làm như vậy mà tội làng tội xóm con ơi. Tiếng than khóc cùng với những lời xì xào bàn tán hòa vào nhau khiến cho bầu không gian trở nên vô cùng náo nề. Mẹ con bà Năm cùng với Hùng toan về nhà thì bất ngờ thằng Hùng quay lại chỉ tay vào chiếc quan tài kinh ngạc nói. Bà ơi, mẹ ơi, cái chị kia đang ngồi trên quan tài của anh Tài kìa. Mẹ con bà Năm nghe vậy thì kinh ngạc nhìn sang, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy gì ngoài cảnh tượng mấy cậu thanh niên sắp không chịu nổi sức nặng đến nơi. Hùng thấy bà với mẹ không đáp, nó liền nói thêm. Chị kia tức lắm bà, chị ấy cứ dậm chân bình bịch lên quan tài thôi. Thấy nó nói lớn, bà Năm vội vàng bịt chặt miệng đứa cháu lại. Bà nói, cháu không nhớ những gì bà dặn hả? Im lặng nghe chưa? Hùng bấy giờ mới nhớ lại những lời bà nói từ ngày hôm qua. Nó vội đưa tay lên bịt chặt miệng lại, gật đầu lia lịa ra vẻ đồng ý. Lúc này bà Năm nói nhỏ vào tai của nó. Thế cháu có thấy anh Tài không? Thằng bé đưa mắt nhìn xung quanh, nó phát hiện bên trong đám người có bóng hình của anh Tài, liền gật đầu thì thầm. Có bà, anh ấy đang đứng ngay chỗ bác Hương ấy. Anh ấy khóc to lắm nhưng chẳng ai quan tâm cả. Cô Thành nghe câu chuyện của hai bà cháu thì ớn lạnh cả sống lưng. Cô toàn hỏi gì đó nhưng đã bị bà Năm lôi về nhà, không cho cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì cả. Ở bên này, thấy mấy người thanh niên sắp không trụ nổi đến nơi, ông Tứ trưởng làng liền lao đến hét. Cố gắng lên, không được để quan tài xuống. Nói đoạn, ông đốt hương cắm lên bát nhang rồi lâm dâm khấn vái. Khi ấy cảm giác nặng nề trên vai của bốn người mới giảm đi một chút, nhưng vẫn như thể đang có ai đó cố tình dìm xuống vậy. Thấy thế, ông Tứ tiếp tục châm hương.
hết lần này đến lần khác. Đến khi người thanh niên kia reo lên vui mừng thì mới dừng lại. Bấy giờ chiếc quan tài nhẹ bâng như ban đầu. Mọi người lấy tiếp tục hành trình đưa quan tài ra đồng và may mắn không gặp phải trở ngại gì nữa. Cô Thanh sau khi được mẹ kể lại chuyện của Tài thì mới biết rằng con trai mình có khả năng nhìn thấy linh hồn. Ban đầu cô cứ tưởng nó chỉ nói phét, nhưng sau khi sâu chuỗi lại mọi việc, cô kinh ngạc nhận ra đứa con trai nghịch ngợm của mình thật sự có khả năng ấy. Cô lo lắng hỏi lại: "Thế con nhìn thấy anh Tài nhiều lần chưa?" "Con mới thấy có 2 lần thôi. Hôm qua con nói mà mẹ không tin, lại còn đánh đít con nữa." Nghe vậy cô Thanh lo lắng nhìn sang mẹ của mình. Bà Năm lắc đầu biểu thị không cần phải quá lo lắng như vậy. "Đừng lo, nếu muốn hại thì nó hại thằng Hùng từ lâu rồi. Nhưng mà..." Thấy bà ấp úng nói không nên lời, cô Thanh sốt ruột: "Có chuyện gì vậy mẹ?" Bà Năm trầm ngâm rồi quyết định nói với con: "Cái mẹ thấy lo là người con gái mà thằng Hùng nhìn thấy tại sao lại tức giận đạp lên cả quan tài của thằng Tài như thế. Có khi nào cô ta liên quan đến cái chết của thằng Tài không?" Cô Thanh nghe vậy cũng rơi vào trầm ngâm. Quả đúng là người con gái kia tại sao lại hành động một cách thô lỗ đến như vậy được. Đoạn cô do dự nói: "Vậy mình có nên nói cho cô Hương biết không hả mẹ? Con nghĩ chuyện này không có đơn giản đâu." Bà Năm gật gù: "Nếu không biết thì thôi, chưa đã biết thì làm sao có thể làm ngơ được." Vậy nên bà dự định đợi cho mọi chuyện qua mấy hôm. Khi ấy vợ chồng bà Hương đã bình tĩnh lại thì mới đến nói chuyện. Kể từ ngày chôn người con trai duy nhất về với đất mẹ, vợ chồng ông Kiên không hôm nào được ngủ yên, nhất là bà Hương. Đêm nào bà cũng giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy thằng con trai về. Hôm nay đang ngủ say, bỗng nhiên bà nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với giọng nói quen thuộc. Bà vui mừng mở toang cửa ra nhưng lại chẳng hề thấy ai. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho thân thể bà run lên cầm cập. Bà ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng hề thấy gì. Bà chán nản tột độ, toàn đi vào bên trong, thì bất ngờ trong bầu không gian yên tĩnh vang lên tiếng khóc thảm thiết: "Mẹ ơi, cứu con với." Bà Hương nghe tiếng gọi quen thuộc, liền ngay lập tức chạy nhanh về phía cổng nhà. Bà kinh hoàng nhận ra người con trai yêu quý đang bị một người con gái nào đó lôi đi sành sạch như một con chó với dây xích to bản ở trên tay. Tài nhìn bà với ánh mắt tuyệt vọng, giọng nói ngày càng yếu ớt hơn, khiến cho bà nhất thời không biết nên làm gì. Đứng hình mất mấy giây, bà hốt hoảng hét lớn: "Cô là ai? Mau thả con trai tôi ra." Nói đoạn, bà toan chạy đến giải thoát cho con trai mình. Nhưng kỳ lạ thay, tay chân bà nấy vẫn còn cử động bình thường, vậy mà lúc này lại không thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay. Người con gái mặc đầm đỏ rực dường như đã biết đến sự hiện diện của bà, liền quay ngoắt 90 độ nhìn sang. Hai con mắt đỏ rực chăm chăm nhìn về hướng của bà một cách vô cùng đáng sợ. Bà Hương nhất thời bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, tay chân run rẩy không biết phải làm gì. Bà lắp bắp: Cô Người con gái nhoẻn miệng cười, đôi môi đỏ rực kéo rộng đến tận mang tai, hai con mắt trợn lòi cả ra trông vô cùng kinh dị. "Con bà chết rồi, nó chết rồi." Nói đoạn cô ta kéo mạnh dây xích, tay bị siết chặt cổ cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thành. Anh ta cố gắng với tay về phía mẹ của mình trong vô vọng. Bà Thanh khi ấy như sực tỉnh, bà hét lên thảm thiết rồi thoát khỏi cơn mê. "Bà sao vậy?" Ông Kiên nằm ở bên cạnh bị tiếng hét của vợ làm cho bật dậy trong vô thức. Ông quay sang gấp gáp hỏi, nhưng chỉ thấy bà Hương đang ôm ngực thở dốc chứ không trả lời. Toàn thân bà đổ mồ hôi lạnh, mặc dù đang ở mùa đông, không khí lạnh toát phải đắp mấy lớp chăn mới đủ ấm. Ánh mắt bà sợ hãi nhìn ra bên ngoài, không giấu nổi sự lo lắng. "Tôi mơ thấy thằng Tài." Ông Kiên nghe vậy thì thở dài, bởi mấy ngày hôm nay thì ngày nào bà chẳng mơ thấy con trai quay về. Ông vỗ vai vợ an ủi: "Bà thường còn quá nên mộng mị vậy thôi. Bà mà cứ như thế thì tôi biết phải làm sao giờ." Bà Hương nghe chồng nói trong lòng cũng rối ren lắm. Đúng là bà hay mơ thấy con thật, nhưng lần này mơ khiến cho bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bà kể lại giấc mơ cho chồng nghe,
nhưng ông Kiên vẫn đinh ninh rằng do bà quá thương con nên mới mơ linh tinh như vậy. Thấy vợ vẫn chưa chịu đi ngủ, ông Kiên gắt nhẹ. Bà ngủ đi, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Có mấy hôm mà bà gầy teo người rồi đấy. Thấy chồng cáu gắt, bà Hương đành lặng lẽ nằm xuống nhưng vẫn luôn suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Quả thực nó thật đến lạ thường, khiến cho bà vô cùng sợ hãi. Nhất là ánh mắt kinh dị của người con gái kia không khỏi khiến cho bà rùng mình ớn lạnh cả sống lưng. Sáng ngày hôm sau, cả hai vợ chồng đang ngồi thất thần bên trong nhà, bỗng nhiên có tiếng người gọi lớn ở bên ngoài. Bà Hương nhanh chóng nhận ra người vừa xuất hiện trước mặt mình không phải ai khác mà là Bách, người bạn thân nhất của Tài. Vừa thấy bà, Bách liền rưng rưng nước mắt. Bác, cháu nghe tin Tài... Nói đến đây, anh ta khựng lại mấy giây, như thể đang cố kiềm chế cảm xúc của mình. Bà Hương thấy vậy, nhẹ nhàng vất tay ra hiệu, không cần phải nói gì cả, rồi mau chóng mời Bách vào trong nhà. Được sự tiếp đón của hai vợ chồng trung niên, Bách dần trở về với dáng vẻ ban đầu. Anh đứng dậy cầm một thẻ hương, hướng lên tấm di ảnh của Tài mà khấn vái. Tao nghe tin dữ, nhưng vì ở nơi xa nên không thể về kịp với mày. Mày đừng trách tao nha Tài. Nói đoạn anh cắm nhang lên bát, nhưng bất ngờ thay, que nhang vừa cắm xuống liền bốc cháy dữ dội. Cả bát nhang theo đó mà cháy lớn, như thể ai đó vừa tẩm xăng vào vậy. Cả ba người khi đó hốt hoảng, á khẩu, nhất thời không biết phải làm gì. Nhất là Bách, khinh tay nhìn qua đám lửa đang bập bùng kia, ánh mắt vô hồn của Tài bỗng di chuyển. Ánh mắt ấy căm hờn nhìn về phía của anh ta, cùng với đó là giọng nói vô cùng kinh dị. Là mày hại tao, là mày. Bách bị dọa cho bật ngửa ra đằng sau. Đúng lúc ấy ngọn lửa cũng đã dập tắt. Bà Hương vội vàng tiến đến đỡ anh ta dậy, giọng điệu không giấu nổi sự lo lắng. Cháu có bị thương ở đâu không? Được bà Hương tác động, Bách như sực tỉnh khỏi cơn mê. Anh ta đưa mắt lên nhìn lại tấm di ảnh thì đã chẳng còn thấy điều gì lạ thường nữa. Trên đó vẫn là nụ cười tươi rói của Tài, y như lúc còn sống mà thôi. Cháu xin phép, cháu có việc nên phải về luôn bây giờ. Bách vội vàng đứng dậy cúi chào rồi nhanh chóng rời đi, mặc kệ cho bà Hương vẫn còn gọi với lại ở đằng sau. Bà nhìn theo bóng lưng của hắn, không khỏi nghi hoặc. Quái lạ, mọi khi nó đâu có thái độ lạ như này. Chẳng mấy chốc, Bách đã chạy như bay ra ngoài xe. Hắn ta vuốt nốt những giọt mồ hôi trên mặt, miệng không ngừng thở dốc. Hắn nghĩ lại khung cảnh ban nãy đã bắt gặp. Hắn hoảng hồn không biết có phải bản thân sợ quá mà hoang tưởng hay không. Chẳng dám ở lại lâu nữa, hắn vội vàng lên xe rồi phóng đi về nhà của mình. Ngày ngày hôm đó, cô Thanh đưa luôn Hùng về nhà vì sợ nó ở gần đây sẽ lại bị hồn ma kia quấy nhiễu. Bà Năm tuy nhớ cháu nhưng suy cho cùng, suy nghĩ của cô Thanh cũng không phải không có lý lẽ. Nếu ai rơi vào trường hợp như cô thì chắc chắn rằng cũng sẽ xử lý như vậy mà thôi. Hùng ơi! Hùng! Vừa về đến nhà, Hùng đã nghe thấy tiếng gọi của thằng bạn thân. Nó háo hức chạy nhanh ra ngoài cổng, miệng không ngừng liến thoáng. Mày sang đấy làm gì đấy? Chưa đổi không phải nấu cơm à? Nghĩa cười cười, nó nham nhở nói. Tao sang bảo mày chút rồi về nấu cơm sau. Bảo gì cơ? Hùng nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. Nghĩa ngay lập tức đáp lại. Bọn làng bên đổ ra ngoài bãi ao để câu cá, mày có đi không? Ao làng mình á? Đúng rồi. Hùng nghĩ ngợi một lúc rồi mới gật đầu đồng ý. Cô Thanh đang thổi lửa bên trong, liền ngẩng đầu ra định từ chối, nhưng Nghĩa đã chạy mất dạng. Mẹ đã cho con đi đâu mà con tự tiện thế? Cô Thanh nhoài người, nhìn người con trai của mình. Hùng thấy vậy thì rén hết cả người. Bạn ấy nghe đến việc câu cá thích quá mà nó quên luôn việc xin phép mẹ của mình. Con... Chẳng đợi cho Hùng kịp trả lời, cô Thanh liền thở dài chán nản. Lần này thôi đấy nhá, từ sau mà thế thì đừng hòng mẹ tha cho. Dạ vâng. Hùng nghe vậy reo lên mừng rỡ lắm, vì nó mong được đi câu cá lắm rồi, mà bây giờ mới có cơ hội. Chú Hưng vừa đi làm về,
thấy con trai ở nhà thì ngạc nhiên. Mới sang bà mấy hôm mà đã về rồi à? Cô Thành đáp lại qua loa, chứ không dám nói lý do chính ra cho chú biết, vì chú Hưng vốn là người không tin vào chuyện tâm linh. Nói ra chuyện này, có khi chú lại xỉ vả cho hết nguyên cả ngày. Chiều đến, Hùng háo hức ra ao, cùng với cả mấy thằng bạn của mình câu cá. Ra đến nơi, thấy cả bọn đã ngồi im re trên bờ ao, nó liền chạy tới hét. Chúng mày đi sớm thế, sao không sang nhà rủ tao? Bị tiếng hét của Hùng làm cho giật mình, cả bọn quay lại nhìn, nó cháy cả con mắt. Nghĩa tức tối nói. Đang câu cá mà mày hét như thế thì cá nó bơi mất hết rồi còn đâu nữa. Hùng bấy giờ mới vỡ lẽ, nó cười ngượng, gãi đầu biểu thị sự bối rối. Đoạn nó xin lỗi qua loa rồi nhanh chóng tra mồi và quăng câu xuống trong sự háo hức tột độ. Đang câu, đột nhiên nó nghe văng vẳng bên tai tiếng của ai đó đang gọi tên của mình. Nó ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn sang ba thằng bạn, nhưng chúng vẫn im lặng, chờ cá cắn câu chứ chẳng nói câu gì cả. Thấy vậy nó lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng bạn ấy có tiếng người gọi mình mà. Hồng chẹp miệng không thèm để ý nữa. Nó chăm chăm nhìn xuống mặt ao để nhìn rõ xem có con cá nào cắn câu không. Nhưng lại một lần nữa tiếng gọi kia vang lên, nhưng lần này ngay như sát ngay cạnh tai. Hùng, Hùng ơi! Nó giật nảy mình, buông vội cần câu xuống, mắt ráo rác nhìn xung quanh, miệng không ngừng lên tiếng hỏi. Cái gì thế? Ai gọi vậy? Ba người còn lại bị tiếng hét của nó dọa sợ, cũng giật nảy cả mình. Nghĩa một lần nữa gắt lên. Mày điên à? Đang yên đang lành cứ hét lên như thằng động kinh vậy? Không định cho ai câu à? Lúc này, Hùng ngơ ngác tột độ. Nó vội vàng quay sang hỏi lại. Bạn nãy, mày không nghe thấy gì à? Nghe gì là nghe gì? Mày bị thần kinh á? Nghĩa cau mày đáp lại. Hai đứa còn lại cũng lắc đầu lia lịa, biểu thị không hề nghe thấy gì. Lần này Hùng hoảng thật sự. Nó đưa tay lên gõ đầu côm cốp, như thể muốn mình tỉnh táo trở lại. Lúc này nó chẳng còn nghe thấy gì nữa, nhưng chân tay vẫn mềm nhũn cả ra. Đúng lúc ấy, một đứa trong ba đứa còn lại liền reo lên mừng rỡ. Cần câu rung lên bần bật, chứng tỏ con cá phải lớn lắm. Thấy vậy, nó liền cật lực kéo lên, nhưng sức của một đứa trẻ không đủ. Thấy thằng bạn gồng mình nhấc cần mà chân vẫn không ngừng bị sụt xuống, Nghĩa vội hét. Mau mau phụ nó kéo lên đi chúng mày, con này phải to lắm đây. Hùng bị tiếng hét đó làm cho sực tỉnh. Nó bất giác tiến lại cầm lấy cần câu giật mạnh lên. Sức mạnh của bốn đứa con nít cuối cùng cũng chiến thắng cái thứ đang nằm ở dưới ao kia. Bọn chúng háo hức nhìn xem rốt cuộc thành quả của mình là gì, thì giật mình hoảng sợ hét lớn. Có người chết! Có người chết! Thằng Hùng nhìn cái đầu toàn tóc lăn long lóc trên mặt đất, gương mặt nó thất thần như không thể tin nổi vào mắt của mình. Nó ôm mặt vừa mếu máo vừa hét lớn. Tất thảy cả bốn đứa không hẹn mà cùng nhau chạy nhanh về hướng dân làng. Người dân đang làm đồng bị tiếng hét inh tai của bọn chúng làm cho giật nảy mình. Một bà đang cắt mớ dọc khoai giật mình chúi cả đầu xuống ruộng, bực dọc hét lớn. Mẹ cha cái bọn bắt con kia, chúng mày hét gì mà cứ như có người chết vậy. Đám trẻ con hoảng quá, câu này lẫn vào câu kia chẳng nghe ra thế nào. Chỉ thấy cả bọn nhảy dựng cả lên, tay chân luống cuống chỉ về cái ao ngay trước đồng. Người đàn bà tức quá, bà đạp mạnh xuống ruộng, gân cổ lên mà mắng. Chà chà cái đám này, chúng mày nói năng thế để bố chúng mày nghe à? Bấy giờ Nghĩa mới bình tĩnh lại. Không, phải nói là bị nét mặt hung dữ của người đàn bà làm cho câm nín. Nó từ từ đưa tay chỉ về cái ao rồi nói trong ngắt quãng. Có người chết ở ao các ông bà ơi. Nghe thằng bé nói, những người làm ở đó đồng loạt ngẩng đầu lên, mắt ai nấy đều trợn trừng kinh ngạc. Người đàn bà cũng hốt hoảng không kém, nhưng vẫn phải hỏi lại. Mày nói có thật không? Đám trẻ đồng loạt gật đầu lia lịa, còn không quên khóc lóc ỉ ôi vì phải chứng kiến cảnh tượng quá ư là sợ hãi. Bấy giờ người dân nhận thấy điều không lành, ngay lập tức họ kéo nhau về cái ao quen thuộc.
Tâm trạng ai nấy đều vô cùng lo lắng, nhưng cũng không tránh khỏi sự tò mò. Quả đúng như những gì bọn trẻ con nói, trên bờ ao, đầu của một người con gái nằm yên trên mặt đất. Mái tóc dài che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt trắng dã trợn lên, như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Những người yếu bóng vía nhìn qua không thể chịu nổi, liền nôn thốc nôn tháo. Những người bình tĩnh hơn liền chạy về gọi ông trưởng làng ra, rồi quyết định phương án giải quyết. Công an nhanh chóng được điều xuống, thủ cốc của người con gái bị mắc vào dây câu nên phần miệng đã bị kéo toạc ra một mảng. Đám trẻ nghe vậy thì run bắn cả người, hóa ra ban nãy do cái đầu bị mắc nên mới khó kéo lên như vậy. Dưới sự trợ giúp của công an, họ nhanh chóng tìm được những phần thi thể còn lại bên dưới đáy ao. Khi ấy cả làng chấn động, thật không ngờ lại có vụ việc chặt xác phi tang ngay trong ngôi làng của mình. Vợ chồng cô Thanh cùng bà Nam nghe tin liền chạy ra tìm con. Thấy đám trẻ đang ngồi thu lu một góc với mấy bà mẹ khác, cô Thanh không kiềm chế được mà bật khóc nức nở, chạy đến bên con trai than vãn. Con ơi là con, sao sự gì nó cũng ập lên đầu con tôi thế này? Hùng được mẹ ôm trong lòng cũng bớt sợ hơn một chút. Bấy giờ người dân đã bao kín xung quanh chỗ bị cảnh sát niêm phong không cho vào, nhưng Hùng vẫn có thể nhìn vào bên trong qua kẽ hở. Nó trợn tròn mắt nhìn vào gương mặt đã tái xanh của người con gái. Lúc này đầu nó nảy số, như nhớ ra điều gì đó nó liền nói. Mẹ ơi, là chị ấy. Cô Thành thấy con chỉ vào đầu người chết, lại nói những câu không đầu không đuôi thì tái cả mặt. Chị vội gắt. Đừng có ăn nói linh tinh, mau theo mẹ về nhà đi. Nói đoạn, chẳng để cho Hùng kịp trả lời, thì chị đã bế xốc nó lên rồi mang về nhà. Thấy vậy bà Năm cùng chú Hưng cũng vội vàng đi theo. Trên đường đi, nó vẫn cố ngoái lại để nhìn vào bờ ao, nơi đang có một người con gái nhìn chăm chăm về hướng của nó. Bà ơi, chị ấy đang ở bờ ao kia kìa. Bà Năm rùng mình ngoảnh đầu lại, nhưng chỉ thấy đám người lố nhố đang tò mò xem công an vớt xác. Bà gắt. Đừng có nói nữa, mau ngậm chặt miệng lại cho bà. Chú Hưng không hiểu chuyện gì xảy ra mà cô Thanh cùng với mẹ vợ mình lại phản ứng gay gắt đến như vậy. Chú nhẹ nhàng ôm lấy con, như tìm được đối tượng mới. Hùng liền thầm thì vào tai bố. Bố ơi, cái đầu kia giống hệt cái chị hôm trước con nhìn thấy ở đám tang anh Tài. Chú Hưng bị câu nói của Hùng làm cho sững người, chân tay nhất thời cương cứng. Chú nhìn sang con vẻ vô cùng kinh ngạc. Còn Hùng lúc này chẳng biết làm sao mà lại gan dạ đến thế. Nó nói về cái đầu mà không có lấy một chút sợ hãi. Con nói linh tinh gì vậy? Chú Hưng toàn nói gì thêm nhưng đã bị bà Năm cản lại. Về nhà hắn nói, mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Về đến nhà, chú Hưng được bà Năm và vợ kể cho nghe câu chuyện của Hùng thì kinh ngạc há hốc miệng. Một lúc sau chú cau mày phản kháng. Mọi người làm sao vậy? Trên đời này làm gì có ma quỷ? Thằng bé nó tưởng tượng rồi kể lại cho mọi người mà mọi người cũng tin được à? Hai người phụ nữ biết trước phản ứng của chú nên cũng chẳng nói thêm điều gì. Chú Hưng vẫn đang bật cười, liền bị lời nói của Hùng làm cho khựng lại. Con nói thật mà bố, con nhìn thấy chị áo đỏ với anh Tài thật, chứ không phải do con tưởng tượng ra đâu. Chú Hưng nghe vậy, mặt đỏ tía tay. Chú không hay quát con, nhưng nghe thấy con nói vậy liền không vui. Con vẫn còn nói à? Con nói thật mà. Hùng mếu máo một lần nữa khẳng định lại bản thân không hề nói dối. Bà Năm cũng không chịu nổi được nữa liền mắng. Con cứng đầu quá rồi đó Hưng. Thằng bé tuy nghịch nhưng con nói dối bao giờ đâu. Tại sao con vẫn không chịu hiểu vậy? Chú Hưng vò đầu bứt tai bởi chuyện này thật sự đã vượt qua thế giới quan của chú. Bị mẹ vợ mắng chú không dám ca thán thêm một lời nào. Nhưng trong lòng quả thực vẫn không phục. Thấy vậy bà Năm thở dài. Càng ngày cháu của bà lại càng gặp phải những thứ nguy hiểm hơn. Và nếu như những gì thằng bé nói là đúng, thì cái xác kia không phải của ai khác mà chính là người con gái mặc váy đỏ mà nó đã thấy trong đám tang của Tài. Nghĩ đến đây, bà bất giác rùng mình ớn lạnh. Bà băn khoăn không biết người con gái kia là ai và tại sao lại chết trong ngôi làng của mình. Càng nghĩ lại càng ớn lạnh, bà quyết định phải tìm đến gia đình bà Hương để nói chuyện,
chứ không thể để mọi việc như vậy được. Nghĩ là làm, bà nhanh chóng cắp nón sang nhà bà Hương. Cô Thành cũng muốn đi theo, nhưng cơm nước trong nhà chưa xong nên đành bất lực ở lại. Sang đến nơi, bà Năm trầm ngâm một lúc lâu mới dám gợi chuyện. Em nói cái này có gì không phải thì anh chị bỏ qua cho. Chứ sự việc cấp gáp em cũng không dám để lâu. Nghe giọng nói nghiêm trọng của bà Năm, hai vợ chồng ông Kiên gật gù. Cô cứ nói đi, hai nhà chúng ta còn gì mà phải ngại nữa. Bà Năm gật đầu lưỡng lự một lúc lâu mới dám kể lại những sự việc mà Hùng đã nhìn thấy và chứng kiến. Nghe đến đâu, vợ chồng bà Hương đùng mình tới đó. Cả hai không khỏi kinh ngạc trước câu chuyện của bà Năm đã kể. Bà Năm thở hắt ra một hơi rồi mới lên tiếng. Thằng Hùng nhà em nó thấy nhiều lần rồi nên em mới dám sang đây nói chuyện. Nếu anh chị không tin cũng không sao, nhưng em nghĩ mình nên nói với anh chị lấy một câu cho phải lẽ. Bà Hương nghe vậy thì rưng rưng nước mắt. Vậy là mấy hôm nay không chỉ có bà mà ngay cả Hùng cũng nhìn thấy Tài hiện về. Nhưng Hùng không phải nhìn thấy trong giấc mơ mà ngay cả trong đời thực. Bấy giờ bà quay sang ông Kiên trách móc. Đấy, ông thấy chưa? Tôi đã nói là thằng bé có điều muốn nói mà. Nhất là khi bát hương bị cháy thì tôi đã biết là thằng bé gặp chuyện không lành rồi. Ông trời ơi, sao con trai con chết rồi mà ông vẫn hành hạ nó như vậy cơ chứ? Bà Năm chứng kiến cảnh đau đớn vật vã ấy cũng không biết phải làm sao. Ông Kiên vội vàng an ủi, trong ánh mắt cũng không giấu nổi sự lo lắng. Nếu như trước đây chỉ có bà Hương là mơ thấy khiến cho ông không thể tin được, thì ngay cả Hùng cũng nhìn thấy đã khiến ông không khỏi bận tâm. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Ông Kiên chậm ngâm hỏi lại. Bà Năm ngay lập tức đưa ra phương án. Chúng ta chỉ là người thường thôi thì sao có thể đấu nổi với ma quỷ? Theo em thấy thì nên mời thầy về thì hơn. Ông Kiên gật gù. Bà Hương đang khóc lóc cũng phải ngẩng đầu dậy nức nở nói. Đúng vậy, phải mời thầy về cứu con trai tôi, chứ không nó khổ quá rồi. Ông Kiên thấy vợ cứ khóc lóc vật vã liền nhau mày khuyên can. Sao bà khóc mãi vậy? Khóc lóc có giải quyết được việc gì à? Bà phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề chứ. Bà Hương bị chồng quát cũng không dám khóc lớn. Bà nấc lên từng hồi nhưng hai mắt đã sưng húp cả lên. Vậy là ba người quyết định ngay ngày mai sẽ phải đi mời thầy về để xử lý, chứ không thể để việc này tiếp diễn thêm một chút nào nữa. Ê, chúng mày, hình như đằng trước có người hay sao ấy? Một người thanh niên cất tiếng giữa đêm khuya khiến cho hai người còn lại hoảng hồn không dám bước tiếp. Cả bọn căng mắt nhìn ra phía trước nhưng hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì trước mặt. Một người liền cốc mạnh vào đầu kẻ vừa mới lên tiếng. Mẹ mày, đi ăn trộm mà quáng gà thế. Tí nữa chủ nó có mặt đuổi, lại tưởng đồng bọn mà không chạy thì chết. Tên Phúc bị đánh thì bo đầu đau đớn. Hắn táo giác nhìn xung quanh, vì rõ ràng ban nãy hắn vẫn thấy bóng người kia đang đứng lù lù ngay trước mặt. Vậy mà thoát mấy giây đã không còn thấy đâu nữa. Thật mà, thật cái đầu mày, đi tiếp đi. Tài lực bực dọc chửi đồng cả lên. Vậy là ba thằng mon men đến sân nhà một người dân ngay gần đó. Con chó vàng được xích ngay trước hiên nhà vẫn đang nằm phủ phục dưới đất. Bà đâu? Thức quay sang chỗ bạn mình hỏi. Tài lực nhanh nhẹn rút từ túi quần một bao gì đó màu đen rồi nham nhở cười. Đây. Nói đoạn hắn toàn đưa cho Thức nhưng bất ngờ đứng khựng lại mất mấy giây. Bàn tay đang đưa lên bị thứ gì đó bám chặt lấy không rời. Cảm giác ướt át cũng hơi lạnh từ thứ đó khiến hắn giật nảy vội vàng nhảy dựng cả lên. Hai thằng còn lại cũng bị dọa sợ cho khiếp vía, ánh mắt trợn trừng nhìn Lực như người ngoài hành tinh. Mày thần kinh à, đi ăn trộm mà hét hét cái gì? Phúc cằn lên từng tiếng chỉ đủ cho ba thằng nghe thấy. Lực hốt hoảng lắp ba lắp bắp. Đứa nào vừa chạm vào tao thế? Phúc quay sang Thức ngơ ngác nói. Mày điên à? Có đứa nào động vào mày? Rõ ràng ban nãy. Lực còn định giải thích nhưng nhanh chóng bị hai tên đồng bọn chặn lại ngay lập tức. Thức gắt gỏng. Thôi thôi, vào việc luôn đi, lằng nhằng quá. Đoạn cả bọn quay lại định tiếp tục kế hoạch xấu xa trộm chó của mình.
Nhưng ngay lập tức cả ba liền tá hỏa, ngã lăn đùng ra đất, miệng mấp ma mấp máy. Cô là ai? Trước mặt ba tên trộm chó không biết từ lúc nào đã hiện ra sừng sững hình ảnh của một người con gái mặc váy đỏ từ đầu đến chân. Sự xuất hiện bất ngờ của cô ta khiến ai nấy đều há hốc cả mồm vì sự ngạc nhiên. Đứng đó chốc lát, người phụ nữ cất giọng cười nham nhở. Chào các anh đi đâu vậy? Đám người hốt hoảng mồm miệng há hốc cả lên trước sự xuất hiện bất ngờ của cô gái. Nhưng chỉ trong chốc lát, cả bọn đã bình tĩnh lại, thức đứng dậy nham nhở cười. Câu này các anh đây phải hỏi cô em mới đúng. Tối đêm rồi mà sao cô em vẫn đứng ngoài đường vậy? Hắn vừa nói vừa từ từ tiến đến gần cô gái hơn với gương mặt gian xảo. Hai tên còn lại dường như biết hắn sắp làm gì, liền tiến đến can ngăn. Mày đừng có mà dại nha, mau trở về thôi. Lực vừa nói vừa lôi mạnh tay khiến cho thức tức mình giật ra. Hắn quay lại trợn mắt lên quát lớn. Chúng mày câm mồm đi, không thấy cô em đây còn chưa nói gì à? Nói đoạn, hắn sán đến gần cô gái nở một nụ cười đê tiện. Cô gái đó nhìn hắn cũng nở một nụ cười duyên dáng. Anh đi theo em. Bỗng nhiên, người con gái cất giọng gọi mời khiến thức như bị mê hoặc. Hắn mặc kệ cho hai thằng bạn hết lời khuyên nhủ, vẫn một mực đi theo cô gái kia đến một bụi rậm gần đó. Phúc và Lực bất lực trước hành động đó và cũng bất ngờ không kém trước thái độ của cô gái kia. Đáng lẽ nếu rơi vào trường hợp như thế, nếu không chạy thì cũng phải hét lên cho xóm làng biết, đằng này lại còn chiều theo ý của thức, khiến hai người không khỏi ngạc nhiên. Cả hai toàn quay lưng đi về vì đã có người nhìn thấy, nếu tiếp tục trộm chó thì sẽ có người biết ngay. Nhưng chưa kịp đi được ba bước thì trong bụi rậm bỗng nhiên phát ra những tiếng động kỳ lạ. Hai thằng nhau mắt nhìn vào bên trong, bụi cây đang không ngừng rung lắc dữ dội khiến cho cả hai hoảng hồn. Đang hoang mang không biết xảy ra chuyện gì thì bất ngờ thức từ trong bụi rậm chui ra. Toàn thân hắn tàn tạ không khác gì vừa trải qua một trận đánh sinh tử. Hắn vươn tay về phía đám bạn của mình như thể muốn cầu cứu. Phúc và Lực toan lao đến xem có chuyện gì thì bất ngờ thức nằm vật ra đất. Toàn thân hắn run lên bần bật như thể bị điện giật. Hắn đưa tay lên bám chặt vào cổ của mình, miệng không ngừng sủi bọt mép, hai mắt trợn lên trắng dã. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, Phúc và Lực run rẩy không dám đến gần. Đúng lúc này cô gái từ trong bụi rậm cũng chui ra bên ngoài bằng tứ chi. Lần này cả hai hoảng hồn nhận ra cô gái kia đang nhìn mình với ánh mắt đỏ lừ giận dữ. Cô ta rít lên từng tiếng, thân thể bắt đầu lơ lửng trên mặt đất, cười lên the thé, khiến cho mạc nhĩ của cả hai như muốn nổ tung. Chúng mày phải chết, chúng mày nhất định phải chết. Nói đoạn, cô ta lao đến phía của hai thằng, hàm răng nhọn hoắt cùng bộ móng tay như thể chục năm chưa cắt, hướng về cổ hai thằng mà đâm tới. Nhưng bất ngờ thay, khi sắp chạm vào cổ của Phúc thì cô ta liền ré lên kinh sợ, vội vàng bật ra đằng sau, leo tít lên ngọn cây. Thằng đê tiện, mày dám xả lũ. Phúc run rẩy nhìn xuống đúng quần của mình đã bị ma nữ dọa cho ướt sũng, và cũng nhờ đó cứu thoát hai thằng một mạng. Không chần chờ gì nữa, cả hai vặn loa hết cỡ hét lên vang trời. Ôi làng nước ơi, có ma, có ma. Người làng đang ngủ nghe thấy tiếng kêu liền đồng loạt bật dậy. Nhà gần nhất chính là nhà mà ba thằng định trộm chó liền lao ra hỏi. Cái gì thế? Thấy hai thằng đang quỳ rạp trên đất, miệng lắp ba lắp bắp, tay đun đẩy chỉ lên cành cây trước mặt không ngừng kêu, thì người đó cũng ngước mặt tò mò nhìn lên, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì cả. Ông tát cho mỗi thằng một cái vào đầu rồi gằn giọng. Chúng mày hết chuyện để nghịch cả, mà nửa đêm nửa hôm ra đây hú hét. Cái gì đây? Nói đoạn, ông cầm bọc giấy trên tay của Lực. Bằng những kinh nghiệm hơn 50 năm cuộc đời của mình, ông dễ dàng nhận ra đó chính là bà chó. Mặt ông trợn ngược cả lên, từng câu từng chữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống đám trước mặt. Chúng mày định trộm chó nhà tao đấy hả? Tao cho lũ đạo tặc chúng mày biết tay. Nói đoạn, ông định nọc cổ hai thằng ra để đánh, thì bất ngờ nhìn thấy phía trước còn có một người đang dãy đành đạch như cá mắc cạn.
Đúng lúc đó, người làng cũng lũ lượt kéo đến, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông ban nãy chỉ vào thân người đang nằm dưới đất lên tiếng. Mọi người ra xem nó thế nào mà đập chân đập tay như cái thằng động kinh thế kia. Nói đoạn mọi người hấp tấp tới xem thì Thức đã không còn động đậy nữa. Bấy giờ hắn ta chỉ còn là cái xác bất động nằm dưới đất lạnh lẽo, hai mắt trợn lên trắng dã, miệng sủi bọt mép trông vô cùng kinh dị. Một người gan dạ đưa tay lên mũi thử thì hốt hoảng ngã ngửa ra đằng sau hét lớn. Nó chết rồi. Tất thảy gần 20 người khi ấy nghe tin sét đánh thì kinh hãi lắm. Lại nói đến Phúc và Lực, cả hai không ngừng lắp bắp về chuyện ma quỷ. Nhất là khi nghe Thức đã chết lại càng khiến cả hai hoảng loạn hơn. Không nói không rằng, cả hai quỳ sụp xuống đất van nài. Tha cho tôi, chúng tôi không có làm gì cả. Xin hãy tha cho tôi. Thấy hai thằng tâm trí không minh mẫn, người làng tốt bụng dẫn vào trong nhà người đàn ông kia nghỉ ngơi để hỏi chuyện, thì được hai thằng tường tận kể lại cho hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng khi kể xong thì tin người thì không, thậm chí người chủ nhà còn lên tiếng khinh bỉ. Co mà chúng mày chơi đồ song sinh đã ảo giác chứ ma quỷ nào. Cái loại câu trộm chó như chúng mày thì tốt đẹp gì. Không, chúng cháu nói thật mà bác. Hai thằng bất lực mếu máo nói lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng lay chuyển được suy nghĩ của người kia. Một lát sau cảnh sát cũng đã đến nơi. Vì là hai người xuất hiện tại hiện trường nên Phúc và Lực cũng bị gọi đi theo để điều tra. Người làng hôm đấy được một phen mất ngủ vì vừa hôm trước phát hiện xác chết dưới ao thì hôm nay lại có người chết ngay trên địa phận làng của mình, nên ai nấy đều hoang mang lắm. Chú Hưng mở cửa phòng bước vào bên trong nhà, miệng không ngừng cảm thán. Lại có người chết rồi mình ạ. Chẳng hiểu độ này làng mình xảy ra chuyện gì nữa. Cô Thành nghe vậy liền bật dậy kinh ngạc hỏi lại. Ai chết hả anh? Mà sao lại chết? Chú Hưng chẹp miệng. Thấy bảo cái thằng nào ở đâu đến định câu trộm chó, nhưng chả hiểu nào lại lăn ra co giật xong tắt thở luôn. Hai thằng còn lại thì lắp ba lắp bắp kêu là có ma. Tóm lại là loạn lắm. Cô Thành nghe đến từ ma thì giật mình cái thót. Cô nhìn xuống đứa con trai vẫn nằm im thin thít mà không khỏi lo lắng. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, khiến cả hai giật mình đánh thót. Cùng lúc đó có tiếng người gọi vang lên. Hưng ơi! Thành ơi! Hai đứa có nhà không? Nhận ra giọng nói của mẹ mình, cô Thành vội vàng chạy ra mở cửa. Bà Năm bước vào bên trong, trên gương mặt không giấu nổi sự hoang mang. Hai đứa đã nghe tin gì chưa? Tin có người chết ở làng mình đúng không mẹ? Đúng rồi. Bà Năm gật đầu lia lịa. Bà nãy khi được người hàng xóm kể lại, bà đã tức tốc chạy sang đây. Bà nhìn hai vợ chồng con gái mình lên tiếng. Hai đứa phải để ý kỹ thằng Hùng đấy. Mẹ nghĩ là con ma kia nó ra tay chứ không phải tự dưng người đó chết đâu. Chú Hưng nghe vậy thì tặc lưỡi đáp bâng quơ. Thì có ai là tự dưng chết đâu mẹ. Cái gì cũng đổ lỗi cho ma quỷ như vậy là không hay đâu. Bà Năm nghe vậy hơi nhau mày. Bà đáp lại. Nếu như không phải thằng Hùng nó gặp phải thứ kia thì mẹ cũng chẳng nói làm gì đâu. Còn không tìm thì cũng không nên phỉ báng. Thấy mẹ vợ không vui, chú Hưng liền đi vào bên trong không dám nói gì nữa. Bà nói chuyện một lúc rồi cũng ra về, nhưng trong lòng vẫn thấp tha thấp thỏm, như dự báo một điều gì đó không lành sắp xảy ra với ngôi làng này. Lại nói về Bách, sau khi hắn về nhà thì không lúc nào tâm trí được yên. Lúc nào hắn cũng nghĩ về ánh mắt trợn trừng trên di ảnh của Tài, toàn thân lạnh đến phát run cầm cập. Chắc chắn là mình nhìn nhầm thôi, chết là hết, làm quái gì có ma với chả quỷ. Hắn tự lẩm bẩm an ủi bản thân, rồi vắt tay lên trán suy tư, toàn ngủ. Thì bất ngờ từ bên ngoài, một luồng gió lạnh thổi vào bên trong, khiến cho toàn thân hắn run lên cầm cập. Bách chẹp miệng nhổm dậy cầu nhỏ. Quái lạ, rõ ràng ban nãy mình đóng cửa rồi cơ mà. Nói đoạn, hắn đứng dậy tính đóng cửa sổ lại, nhưng bất chợt khựng lại đứng hình mất mấy giây. Hắn nhắm mắt nhìn ra đằng xa, phía trước đang có một bóng trắng nào đó lượn lờ trong vườn nhà mình. Quan sát kỹ hơn, Bách nhận ra đó chính là dáng hình của một người con gái với bộ váy trắng mỏng manh đang tung bay theo gió.
Đứa nào vào vườn nhà mình vậy không biết? Trời đông lại còn mặc váy thế kia thì có mà chết cóng. Nghĩ đoạn hắn ho khan mấy tiếng rồi cất giọng. Ai ở ngoài đó vậy? Vừa dứt lời, bóng hình kia liền đứng khựng lại, không còn nhúc nhích nữa. Nó từ từ quay đầu về phía của Bách, nhưng không phải kiểu bình thường mà là quay ngoắt 180 độ, khiến cho hắn hốt hoảng giật lùi ra đằng sau. Càng kinh sợ hơn nữa là bóng người kia thoát ẩn thoát hiện. Chỉ trong chớp mắt đã từ chỗ cách xa hơn 10 mét đã đến ngay song cửa sổ, vươn bàn tay nhơ nhớp máu của mình lên, bám chặt vào trong đó. Trả mạng cho tao. Chúng mày trả lại mạng cho tao. Bách sững sờ nhận ra dáng hình trước mắt. Hắn trợn tròn mắt lên nhìn chăm chăm vào cái gương mặt nhơ nhớp máu tanh kia. Mày, sao mày đến đây? Mày chết rồi cơ mà. Bách lắp bắp lên tiếng, nhưng đáp lại hắn chỉ là chàng cười mỉa mai đầy ma mị. Hồn ma nữ dùng mái tóc của mình trườn vào bên trong cuốn quanh cổ họng của hắn mà rít lên từng tiếng. Chúng mày ác lắm, chúng mày nhất định phải chết. Bách ú ớ dãy rủa, nhưng dường như sức của một thằng thanh niên như hắn không sao có thể chống chọi được với sức lực của loài ma quỷ. Hắn căng mắt nhìn ra đằng sau bóng ma kia. Hồn của Tài đang đứng im phăng phắc ở đó. Ánh mắt anh ta u buồn nhìn cảnh bạn mình sắp chết ngạt đến nơi. Cứu tao với Tài, cứu tao. Bách có nhọc cất lên từng tiếng, nhưng Tài không có một chút phản ứng. Bởi vì chính bản thân anh ta cũng chẳng thể đấu lại hồn ma nữ này, thì làm sao có thể cứu được. Hồn ma nữ ngoác miệng cười lớn, ánh mắt hằn học nhìn Bách đang từ từ chết dần chết mòn trước mắt của mình. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Ngay lập tức hồn ma nữ bị đánh bật ra bên ngoài, cùng với đó là tiếng hét đau đớn. Bách ôm lấy cổ họng đã bị bóp đến đỏ ửng cả lên, không ngừng ho khan như kẻ vừa từ cõi chết trở về. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, may sao hắn mò được lá bùa đã xin được của một người thầy trong túi quần, liền ném thẳng vào con quỷ nữ kia, khiến nó phải buông tha cho mình. Hắn thấy con quỷ nữ đau đớn đang gào thét bên ngoài, không dám chần chừ lâu hơn nữa, hắn ngay lập tức chạy như bay sang phòng bố mẹ của mình cầu cứu. Bố mẹ, mở cửa cho con với. Mẹ hắn thấy con trai mồ hôi nhễ nhại, cổ đỏ ửng như thể bị ai bóp thì lo lắng lắm. Nhưng hỏi thế nào Bách cũng không trả lời, nên đành nhìn con run cầm cập trên giường mà thôi. Bố hắn vừa đi vệ sinh vào, thấy con trai đang nằm trên giường của mình không khỏi thắc mắc. Mày làm gì mà ban nãy tao nghe trong phòng ầm ầm ra thế? Mà sao lại sang đây nằm? Mặc kệ cho bố hỏi thế nào, Bách cũng không lên tiếng, dù chỉ là một lời khiến cho ông không khỏi tức giận. Định lôi cổ hắn lên để giảng đạo lý, nhưng ông nhanh chóng đã bị vợ ngăn lại. Tôi thấy nó sợ lắm, chắc phải có chuyện gì đó nghiêm trọng thì nó mới chạy sang đây như vậy. Ông đừng có đánh con mà tội nghiệp. Cứ thế, cả hai mặc kệ cho Bách thích làm gì thì làm. Bách lấy chăn trùm kín cả người, thân thể run lên như người bị sốt rét. Hắn không ngừng lấy tay véo vào người, mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng không được. Bên phòng của Bách, quỷ nữ sau khi chịu hết cơn đau đớn liền đánh mắt sang tìm mục tiêu của mình. Thấy hắn đã trốn thoát, nó hét lên đầy tức giận rồi quay người bỏ đi, lôi theo vòng hồn của Tài đang khóc lóc tức tưởi. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng ông Kiên lên đường mời thầy Pháp về để giúp cho con trai của mình. Mặc dù chưa chắc chắn được điều gì, nhưng họ vẫn muốn mời thầy về để làm rõ mọi chuyện. Bà Năm đi chợ ngang qua thấy hai vợ chồng ông lục đục chuẩn bị lên đường thì đánh tiếng. Hai người đi lâu không vậy? Chắc là mất một hay hai ngày gì đó cô ạ. Thế đi xa không bác? Mà sao không đi xe khách cho nó an toàn? Khổ, tôi bị say xe nặng lắm nên mới nhờ ông tôi lai đi đấy cô ạ. Bà Hương lên tiếng đáp lại. Ai bị say xe thì mới biết nó khổ đến mức nào. Đầu óc long sòng sọc, bụng lúc nào cũng cồn cào. Mà gặp phải mấy bác tài thích mạo hiểm lan xả với ổ gà ổ voi nữa thì không còn gì bằng. Bà nghe tin trên Hòa Bình có người thầy giỏi lắm nên bảo chồng lên tận trên đó để nhờ vả. Chứ mấy thầy ở đây bà không tin tưởng được. Nói chuyện một lúc thì bà Năm cũng rời đi. Vợ chồng ông Kiên cũng đi ngay sau đó.
Lại nói về vụ việc ngày hôm qua, công an đã cố gắng tìm nguyên nhân cái chết, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có dấu hiệu nào cả. Ban đầu khi thấy thức co giật và sủi bọt mép, ai cũng nghĩ là hắn bị trúng độc. Nhưng khi khám nghiệm tử thi lại chẳng hề thấy có dấu hiệu đó. Lại thêm lời khai của Phúc và Lực lúc nào cũng luôn miệng nói về ma quỷ, khiến mấy anh công an phụ trách việc nhức hết cả đầu. Sau khi được thả ra bên ngoài, hai thằng vừa xót thương cho thằng bạn thân yếu mệnh, vừa thấy lo cho chính bản thân của mình. Suy cho cùng, ai bảo thức dại gái quá làm gì để mà bị con ma kia nó giết một cách tàn nhẫn như thế? Lực lo lắng lên tiếng. Có khi nào con ma kia nó tìm đến mình không mày? Phúc nghe vậy thì giật nảy cả mình. Hắn hoang mang lắm, vì chính bản thân hắn cũng đang nghĩ đến việc này. Cứ mỗi lần nhớ lại cái khuôn mặt gớm ghiếc của con ma nữ kia thì hắn lại run lên bần bật. Vậy là cả hai nhất quyết ở yên trong nhà, mặc kệ ai có nói gì cũng không rời khỏi, dù là nửa bước chân. Dân làng khi đó ít ra đường vào buổi tối hẳn, một phần vì những cái chết gần đây khiến cho họ hoang mang, một phần cũng là vì họ sợ thế lực tâm linh mà hai thằng Lực và Phúc nói kia, nếu như là thật thì sẽ giết bọn họ bất cứ lúc nào nếu như họ không để ý. Vậy nên ngôi làng vốn yên bình này bỗng nhiên im ắng đến lạ thường. Ngay cả tiếng ếch nhái kêu cũng chẳng nghe thấy. Dường như cả ngôi làng đã chìm vào trong nỗi sợ kinh hoàng. Bách ngồi trong nhà với những suy nghĩ lẫn lộn. Hắn biết rằng con quỷ nữ kia sẽ không dễ dàng tha cho mình, nên quyết định ngay sáng ngày hôm sau sẽ lên nhà người thầy đã đưa hắn lá bùa hôm trước để nhờ vả thêm lần nữa. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến cho hắn giật thót cả mình. Ở bên ngoài, tiếng gọi cửa quen thuộc vang vọng bên tai. Bách ơi, mở cửa cho mẹ con ơi. Bách nghe thấy giọng của mẹ liền đứng bật dậy, toàn chạy ra mở cửa. Nhưng khi cánh tay vừa mới định tháo then thì bất ngờ hắn khựng lại trong giây lát. Sao mẹ bảo đi ăn cỗ ngày mai mới về cơ mà? Người bên ngoài không trả lời ngay, chỉ nghe thấy tiếng thở mệt nhọc như người vừa mới chạy bộ về. Một lúc sau mới có người đáp lại. Hôm nay mẹ xin phép về sớm để xem đàn lợn sắp đẻ. Mà mở cửa cho mẹ nhanh lên. Bách gật gù, quả đúng là con lợn nhà hắn sắp đẻ đến nơi. Hôm trước khi đi, mẹ hắn còn đắn đo mãi vì sợ lợn đẻ mà bố con hắn không biết đường ra mà xem. Nghĩ đoạn, hắn nhanh tay mở cửa. Thì hỡi ôi, trước mặt hắn nào có phải mẹ của mình, mà chính là con quỷ nữ gớm ghiếc kia. Nó nhìn hắn cười ngoác miệng đến tận mang tai. Lần này mày đừng hòng thoát được. Bách Toàn chạy vào trong nhà nhưng không kịp nữa. Bàn tay con quỷ nữ nắm chặt lấy bả vai của hắn kéo lại. Bách hốt hoảng hét lớn, hòng mong bố mình ở trong nhà sẽ nghe thấy mà chạy ra cứu con. Nhưng dường như ngoài hắn ra thì chẳng ai là nghe thấy tiếng kêu cứu đó cả. Xin cô tha cho tôi. Toàn thân Bách bị nhấc bổng lên cao, nhưng hắn vẫn không ngừng van xin, hòng muốn giữ lấy tính mạng của mình. Quỷ nữ tức giận, một tay ném mạnh hắn xuống mặt đất, khiến hắn đau đớn la lên oai oái. Tha? Vậy khi chúng mày giết tao, chúng mày có nghĩ sẽ tha cho tao không? Bách hoảng sợ nhìn vào gương mặt nhớp nháp toàn máu tanh của con quỷ. Hắn nhớ về khoảng thời gian 2 tháng về trước. Tài, làm sao bây giờ? Thế này thì chết mất. Bách lên tiếng đánh động khiến Tài giật nảy cả người. Cả hai vì ham mê bài bạc mà đã nợ một khoản tiền không hề nhỏ và đã đến thời hạn phải trả. Tài vò đầu bứt tóc. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Lúc đó tao đã bảo dừng lại rồi mà mày không có nghe. Cứ nhất quyết đòi đánh tiếp để bây giờ ra nông nỗi này đây. Bách nghe vậy thì tức lắm. Hắn cãi lại. Bây giờ mày đang đổ lỗi cho tao đấy à? Chẳng phải lúc đấy mày cũng ham hố lắm sao? Đến bây giờ lại đổ tội cho tao. Thấy tình hình căng thẳng, Tài tặc lưỡi xua tay ra hiệu không nói nữa. Hắn đăm chiêu suy nghĩ xem có cách nào để kiếm được 40 triệu trả cho bọn giang hồ không. Chứ mà không có thì mất tay mất chân như chơi.
Bố mẹ ở nhà tưởng con lên phố huyện làm ăn thành đạt lắm, mà đâu có ngờ đến chuyện này. Nếu như để bố mẹ biết thì chẳng cần bọn giang hồ, cả hai cũng đã bị bố mẹ đánh cho thừa sống thiếu chết rồi. Hai thằng vừa uống nước vừa suy nghĩ thì bất ngờ có một cô gái xách theo một túi vải lớn đi vào bên trong, khiến cho hai thằng chú ý. Không phải cô gái xinh đẹp hay như thế nào, mà cả hai đang để ý đến cái túi mà cô gái đang đeo. Mày nhìn kìa! Tài lên tiếng, đoạn hắn chỉ vào chỗ hở của cái túi vải. Từ ban nãy, Bách cũng đã để ý tới điều đó. Đôi mắt cú bọ của cả hai nhận ra ở bên trong có không ít tiền mặt. Cả hai nháy mắt ra hiểu với nhau một điều gì đó. Đợi cho cô gái kia rời đi, hai thằng ngay lập tức phóng xe đi theo. Tài phóng xe lao nhanh về phía trước. Cô gái đi về hướng một con đường vắng, nên hắn dễ dàng phóng theo mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào cả. Chiếc xe của hắn cứ thế vượt lên. Đến một khoảng cách an toàn, hắn liền đánh lái khiến cho chiếc xe ngã lăn ra mặt đất. Cô gái thấy có người gặp tai nạn trước mặt liền phanh xe dừng lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn người đang nằm lê dưới đường. Anh có sao không? Cô gái liền nhanh chân chạy xuống khỏi xe. Nhân cơ hội đó, Bách đi đằng sau liền lén lút đến tìm túi vải ban nãy. Khi hắn mở túi ra, hai mắt hoa lên vì bên trong toàn tiền là tiền. Tiền 500 mới tinh sáng chói cả mắt. Hắn hí hửng toan chạy đi thì đã bị cô gái kia giằng lại. Anh là ai? Mau trả túi cho tôi. Cô gái ăn mặc sang trọng nhưng bây giờ cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, liền dùng hết sức bình sinh lấy lại túi tiền của mình, miệng không ngừng la lớn. Cứu tôi với! Có cướp! Có cướp! Tiếng la hét của cô gái như thể bị bóng tối nuốt chừng, lại thêm khung cảnh hoang vắng lúc này chẳng hề có ai đi qua. Bách tức mình lấy chân đạp mạnh cô một cái đau điếng, rồi gằn giọng: biết điều thì cút đi, không thì đừng trách. Cô gái bị đánh đau không còn sức lực đứng dậy nữa, nhưng vẫn cố gắng bỏ lết theo để giữ chân hắn lại. Xin anh mau trả lại tiền cho tôi, số tiền đó rất quan trọng với tôi. Mặc kệ cho cô gái có van nài đến mức nào thì Bách cũng chẳng quan tâm. Nếu hôm nay hắn không lấy số tiền này thì ngày mai bố mẹ hắn sẽ đến nhà xác để nhận thi thể của con trai mất. Tài thấy Bách đã lấy được túi tiền liền loạng choạng đứng dậy dựng xe lên. Dù cho chân đang đau nhưng hắn vẫn cố hết sức để hoạt động, hòng mau chóng thoát khỏi hiện trường. Vừa leo lên xe, hắn giật mình bởi tiếng đập chát chúa vang lên ở đằng sau. Hắn hốt hoảng nhìn lại thì á khẩu, hai mắt trợn trừng nhận ra Bách đang cầm cục gạch không ngừng đập mạnh lên đầu của người con gái tội nghiệp kia. Hắn vội vàng bỏ xe chạy tới. Bách, mày làm cái trò gì vậy? Bấy giờ Bách như sực tỉnh, hắn vội vàng vứt cục gạch trên tay của mình xuống đất, ánh mắt bấn loạn. Tao không cố ý. Tại lúc này cũng thất thần lắm. Hắn nhận ra cô gái kia đã bị thằng bạn thân mình đánh chết từ bao giờ. Cả hai hoảng loạn ngồi thụp xuống đất. Mày giết người rồi. Bách nghe vậy thì hốt hoảng lắm. Hắn bỏ lê trên mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: tao không cố ý, là nó cứ bám vào chân tao, không cho tao đi. Mọi lời giải thích bấy giờ cũng vô tác dụng. Cả hai đã giết người cướp của. Sau một hồi suy nghĩ, hai thằng quyết định khiêng cái xác ra bãi đất hoang ngay gần đó chôn tạm xuống dưới. Cái xác bị Bách đánh cho nát cả một bên đầu, vẫn còn trợn tròn, mắt trắng dã, nhìn hai thằng sát nhân đang hành sự. Bách lắp bắp: Còn cái xe thì sao? Tài bất lực nhìn chiếc xe dựng giữa đường, hắn nói: phía trước là một con sông, mày lái xe đó vứt xuống sông mau lên. Vậy là hai thằng tiếp tục thủ tiêu chiếc xe, chứng cớ duy nhất còn sót lại. Cùng lúc đó trời đổ cơn mưa lớn, mọi dấu vết trên đường đều bị nước mưa xóa sạch. Khi đó cả hai mới thở phào nhẹ nhõm trở về phòng trọ của mình. Nhưng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, tránh được luật dương nhưng nào tránh được luật âm. Cả hai sau ngày hôm đó luôn bị vong hồn cô gái hiện về đòi mạng,
khiến thân thể tong teo hẳn đi. Không thể chịu đựng được nữa, cả hai liền lên vùng Hòa Bình xin bùa trấn yểm của một người thầy cao tay ở đó. Ban đầu ông thầy không nhận, nhưng khi được cho một số tiền không ít thì cuối cùng cũng đã gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, cả hai đào xác cô gái kia lên, nhét lá bùa vào bên trong miệng của cô ta, rồi phân xác ra thành từng mảnh, đốt vào một bao tải mang về làng của mình vứt xuống ao. Chúng nghĩ nếu để xác cô gái kia gần mình thì ít nhất khi bị phát hiện, cảnh sát cũng không nghi ngờ đến. Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Lá bùa bị dính nước nhanh chóng biến mất, vong hồn ma nữ cũng vì thế mà thoát ra bên ngoài. Lại thêm bị yểm bùa trong một khoảng thời gian, khiến thân thể đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, khiến cho cô ta hóa thành quỷ dữ, quay về báo thù tất cả. Bấy giờ, Bách mới thấy bản thân và thằng bạn ngu quá. Nhưng lúc này cũng chẳng sao có thể thay đổi được. Hắn ngước cặp mắt sợ hãi lên nhìn quỷ nữ van nài. Xin cô, tôi biết lỗi của mình rồi. Làm ơn tha cho tôi một mạng. Quỷ nữ nhếch miệng cười, ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn, như thể đang mưu tính gì đó. Bất giác tay của Bách tự nhiên cử động, mặc dù hắn không hề điều khiển. Cánh tay hắn cứ thế cầm lấy cục gạch đã chẳng biết ở ngay cạnh từ bao giờ, không ngừng đập lia lịa lên đầu của mình. Hắn thất thần không kiểm soát nổi bản thân của mình nữa, chỉ biết rằng hắn rất đau. Từng cơn đau ập đến khiến hắn chỉ muốn chết đi thật nhanh chóng nhưng không được. Thời gian như thể tua chậm lại, khiến hắn cảm nhận từng chút một của đau đớn. Đến lúc này, hắn mới hiểu cái cảm giác cận kề cái chết của cô gái mà mình đã nhẫn tâm sát hại. Cục gạch rơi xuống cũng là lúc hắn thoi thóp nằm trên mặt đất. Quỷ nữ thấy hắn trong tình trạng như vậy thì cười khoái chí lắm. Cô ta thích thú hét lớn. Cùng lúc đó, chó trong làng sủa lên dữ dội. Bóng hình của quỷ nữ biến mất. Vong hồn của Tài ở đằng sau chỉ kịp nhìn bạn mình lần cuối rồi cũng bị lôi đi theo. Bách nằm đó nhìn theo hai bóng người trước mặt mà nước mắt không ngừng chảy. Hắn cứ thế nhấm nháp cơn đau sống dở chết dở ngay trong sân nhà của mình. Sáng ngày hôm sau, người làng lại được một phen kinh hoàng khi nghe thấy tiếng la hét từ nhà của Bách. Bố của hắn ngồi bật trên đất, nước mắt giàn giụa nhìn thân xác con lạnh lẽo. Mấy người xung quanh chạy vội đến nơi cũng không kiềm chế được cảm xúc mà quay đi như thể tránh né. Bách nằm yên ở đó với cái đầu đã bị nát mất một bên. Không những thế, trên khắp cơ thể còn lúc nhúc ròi bỏ như thể xác chết đã lâu ngày lắm rồi, khiến ai nấy đều vô cùng bàng hoàng. Việc trong làng xuất hiện những cái chết kỳ lạ một cách liên tục khiến dân trong làng không khỏi hoang mang. Họ đồn nhau đang có một quỷ nữ lượn lờ nơi đây và tìm cách giết chết những người ở trong làng này. Chính vì thế, đám tang của Bách có ít người đến dự hơn hẳn. Đa số chỉ là những người họ hàng thân thích vì tình nghĩa anh em ruột thịt nên không thể bỏ được, đành cắn răng ở đó chịu tang. Thằng Nghĩa chạy một mạch sang nhà của Hùng, hớt hải báo tin cho thằng bạn thân. Mày biết tin gì chưa? Cái anh Bách chết rồi đấy. Người ta nói là tự lấy gạch đập lên đầu mình, ghê lắm. Hùng nghe vậy thì á khẩu. Mấy hôm nay nó toàn nhìn thấy ma, lại nghe thấy tin trời đánh đó nữa, khiến toàn thân không ngừng run rẩy. Mày có nhất thiết phải miêu tả kỹ như vậy không? Sợ chết đi được. Nghĩa nghe vậy gãi đầu cười khà khà cho qua chuyện. Đoạn nó nói: Tao sang định bảo mày là hủy cuộc đi chơi tối nay nhé. Bố mẹ tao không cho ra ngoài vào buổi tối nữa rồi. Mà có cho thì tao cũng không có dám đi đâu. Thế nhá. Nói đoạn, nó chạy tốc biến như thể bị ma đuổi. Hùng lúc này mệt mỏi ra sau nhà thái rau cho lợn, thì bất chợt thấy sống lưng mình lạnh toát. Mặc dù chỉ có hơn chục năm kinh nghiệm sống, nhưng với những gì đã trải qua dạo gần đây, thì nó chắc chắn một điều rằng đang có thứ gì đó không hay ngay đằng sau lưng của mình. Quả đúng là như vậy. Nó hé hé cặp mắt nhìn ra đằng sau thì bàng hoàng nhận ra bao bóng người đang thoát ẩn thoát hiện trên con đường. Đôi lúc còn nghe vang vọng cả tiếng người khóc thút thít khiến nó lạnh toát cả sống lưng. Bằng cặp mắt tinh tường của mình, Hùng dễ dàng nhận ra những người đó không phải ai khác mà chính là người con gái mặc váy đỏ cùng với Tài và Bách. Đang loài hoài không biết phản ứng làm sao
thì bất ngờ quỷ nữ quay ngoắt đầu lại, nhìn chăm chăm về phía của nó, khiến cho Hùng lạnh toát cả sống lưng. Nó nhanh trí điều khiển cảm xúc của mình như thể bản thân không nghe thấy gì cả, mà cứ chăm chăm thái rau cho lợn. Hùng cảm nhận rõ những làn gió nhẹ thổi ở đằng sau, cùng những tiếng thở yếu ớt đang đến gần mình hơn. Toàn thân nó toát mồ hôi hột, nhưng tuyệt nhiên Hùng không dám phản ứng, sợ rằng chỉ một chút thôi cũng sẽ bị con quỷ nữ kia tóm gọn. Cuối cùng, sau 5 phút đấu tranh thì nó cũng không còn cảm nhận được cái lạnh đằng sau mình nữa. Hùng bấy giờ mới đứng bật dậy, buông vội con dao chạy vào trong nhà gọi bố, kể hết sự tình. Chú Hưng nghe vậy không biết lấy can đảm từ đâu, liền nhanh chóng chạy ra ngoài vườn, nhưng chẳng hề thấy gì nữa. Dường như chú đã bắt đầu cảm thấy sợ những thứ mà con trai mình nhìn thấy, trong khi bản thân lại chẳng hề thấy điều gì. Trong khi đó, đám tang của Bách cũng không khác gì đám tang của Tài. Liên tiếp những sự việc lạ xảy ra khiến ai nấy trong linh đường đều tái xanh tái xám cả mặt lại. Họ muốn bỏ về, nhưng khi nhìn thấy bố mẹ hắn đang vật vã khóc lóc thì không cam tâm, đành ở lại hứng chịu những thứ việc linh dị đó. Bà Năm lần này cũng không dám ở lâu. Trời chập tối là bà đã nhanh chóng về nhà của mình, trong miệng không ngừng cầu mong mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và ông bà Kiên Hương mau chóng cùng người thầy kia trở về. Lại nói đến vợ chồng bà Hương, sau khoảng thời gian đi xe vất vả thì cuối cùng hai người cũng đã đến nơi cần tìm. Khi hai người đến nơi, trời cũng đã chuyển về chiều tối, nhưng bên trong nhà của người thầy này vẫn còn nhiều người lắm. Cả hai lấy số rồi ngồi bệt trên đất, vì chỗ nào cũng đã có người ngồi, nhưng chưa ngồi ấm mông thì một cậu nhóc từ đâu chạy đến cầm lấy tay bà Hương nói: "Ông bà đi theo cháu." Bà Hương giật mình đánh thót vì cả hai mới vừa đến còn bao nhiêu người đang đợi. Ấy vậy mà được châm trước cho xem trước, khiến không ít người bất mãn. Một bà cô đứng ngay gần đó, trên người lúc nhúc là vàng bạc, cất giọng chanh chua: "Này nhóc con, mày có nhầm không đấy? Hai ông bà này vừa mới đến đã được gọi vào trong, trong khi bọn tao đứng đây đợi từ sáng đến giờ mà không được gọi là sao?" "À đúng đấy, chắc là cháu nhầm rồi, cho gọi người số tiếp theo đi." Bà Hương bình tĩnh đáp lại, nhưng cậu bé vẫn không chịu buông tay. Cậu nhóc trợn mắt lên nhìn bà cô kia, sự uy át trong ánh mắt của cậu khiến không ít người phải giật mình. "Bà ngon thì bà vào mà tranh cãi với thầy. Mày dám nói thế với người lớn à? Tôi năm nay 20 tuổi rồi, chứ không còn là thằng nít tranh đâu mà bà lý sự ở đây nhá. Tuy tôi mắc bệnh lùn, nhưng trí óc còn thông minh hơn mấy người vàng đeo đầy mình, nhưng tâm thì bẩn thỉu. Mày..." Bà cô kia tức lắm, nhưng không làm gì được. Bà ta đâu có biết rằng, người thanh niên 20 tuổi trong dáng hình cậu nhóc này đã biết hết những việc xấu mà bà ta đã làm trong quá khứ. Mặc kệ cho lời bàn tán xôn xao, cậu nhóc gióng giạc tuyên bố: "Hôm nay thầy tôi tiếp nốt hai người này thôi, mọi người từ sau cũng đừng đến đây làm gì nữa." Nghe vậy ai nấy đều vô cùng bàng hoàng, vì họ đã chờ rất lâu, ấy vậy mà không được gặp thầy dù chỉ là một chút. Mặc kệ cho họ có hỏi như thế nào thì cậu bé cũng chỉ dẫn theo vợ chồng bà Hương vào bên trong, không có một lời giải thích. Bà Hương cùng ông Kiên khi ấy kinh ngạc lắm, nhưng cũng chỉ biết đi theo cậu bé kia mà thôi. Bước vào bên trong gian thờ, cả hai đang ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt thì bất ngờ có tiếng người cất lên uy nghi: "Sao hai người bây giờ mới chịu đến đây?" Hai ông bà giật mình nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi ở phía trước. Người thầy có gương mặt hốc hác tiểu tụy, từ từ tiến đến chỗ hai người, không nói không rằng liền ra lệnh: "Mau chóng trở về thôi." "Về đâu hả thầy?" "Về làng của các người." Nói đoạn, người thầy ghé sát tai cậu nhóc kia nói gì đó. Nghe xong, ánh mắt cậu bé rưng rưng. Bà Hương có thể cảm nhận rõ sự lưu luyến trong ánh mắt của cậu bé, khiến bất giác bà cảm thấy vô cùng bất an. Vì có thêm thầy đi cùng, nên ông Kiên đã thuê một chiếc xe bán tải, vừa chở đồ cũng như chở người. Thầy Tư mặc kệ cho ông bà hết lời khuyên ngăn, cũng không chịu ngồi vào trong xe, mà ngồi trên khoang chở hàng, mặc kệ gió mùa đông lạnh thổi đến thấu da thấu thịt. Cũng nhờ đó mà ông bà Kiên Hương
đã nghe được một hung tin do chính người thầy kể lại. Cả hai bàng hoàng tột độ khi nghe người thầy trước mặt nói con trai mình là kẻ giết người đã từng đến gặp ông để xin bùa trấn yểm cô gái yêu mệnh kia. Ban đầu ông Kiên nghe vậy thì tức lắm, tưởng đã gặp phải thầy đều nói sằng nói bậy, liền muốn lao đến đánh cho thầy một trận. Nhưng thầy Tứ đã nhanh chóng lên tiếng, tả lại tường tận từng đặc điểm của Tài cũng như là của Bách. Đến khi đó vợ chồng ông bà á khẩu nhận ra những lời nói của thầy là hoàn toàn có căn cứ. Nhưng nhất thời họ vẫn không sao tin được người con trai thường ngày hiền lành như thế của mình lại là một kẻ máu lạnh đến như vậy. Thầy Tứ ngồi yên nhắm mắt, hồi tưởng lại quãng thời gian đã bị tiền che mắt, chấp nhận làm bùa trấn yểm cô gái kia, để rồi lương tâm cắn đứt không lúc nào được yên. Thầy vẫn thường mơ thấy cô gái kia về đòi mạng, nhưng vì có âm binh bảo vệ nên người con gái đó không thể động được vào thầy. Nhưng chính bản thân thầy cũng không thể tha thứ được cho mình. Chính vì vậy, thầy bấm đốt ngón tay, biết rằng sớm muộn gì, người nhà của hai thanh niên đó cũng sẽ đến đây. Nên ngày đêm mong chờ, hỏng muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Thầy Tứ trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Việc thầy giúp đỡ cho hai kẻ giết người kia khiến thầy vẫn ám ảnh không thôi. Chỉ vì bị tiền làm cho lu mờ con mắt mà ông đã phản bội lại lời hứa với sư phụ mình. Hãy nhớ rằng khi con chọn theo con đường này, nhất quyết không được hám cái danh cái lợi, làm cho tâm tính thay đổi. Nếu một ngày con đổi thay, con sẽ phải trả giá. Lời của người thầy vang vọng bên tai càng khiến cho thầy Tứ thêm nặng nề. Thầy sao vậy ạ? Bà Hương bấy giờ lên tiếng hỏi. Khi ấy, thầy Tứ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Thầy thở dài. Cô gái kia đã thành quỷ rồi. E rằng muốn thu phục sẽ gặp không ít khó khăn. Quỷ? Hai vợ chồng bà Hương ngạc nhiên hỏi lại. Thầy Tứ gật đầu. Ma là những linh hồn không có bóng và không được phản chiếu lên gương. Điều đó thì ai ai cũng đã biết. Do đó người ta thường dùng các loại bùa và dấu hiệu như bát quái, thánh giá, máu chó, tỏi, củ hành, cây dâu, cây đồng đình, vôi bột, cây xương rồng để trừ ma. Còn quỷ thì khác. Quỷ thuộc loại đầu đội trời chân đạp đất, được hình dung gắn cho một người nào đó có tính quỷ quyệt, nham hiểm, xấu xa. Vì thế, quỷ thật hơn ma. Chúng có những khả năng lớn mạnh hơn ma nên sẽ gây ra những tổn hại nhất định cho con người. Cô gái kia chính là biểu hiện của một loài lệ quỷ. Khi chết, đã chịu nhiều tủi cực, lại còn bị bùa chú làm cho linh hồn không thể thoát ra bên ngoài, nên oán khí ngút trời che mờ đi lý trí. Bây giờ cô ta chỉ muốn trả thù, hay nói cách khác là giết người, để thỏa mãn tính quỷ trong lòng cô ta mà thôi. Nhà bà Hương nghe vậy thì run người. Nói như vậy, có nghĩa là người con gái kia không chỉ muốn giết chết những người đã hại mình, mà còn giết cả những người vô tội, không hề liên quan đến cô ta. Thật sự điều đó khiến ai nấy đều vô cùng sợ hãi, bởi sức mạnh của loài quỷ là thứ không sao có thể lường trước được. Bà lại càng cảm thấy tội lỗi hơn khi việc này do chính con trai bà cùng đứa bạn thân của nó gây ra. Mặc dù trong lòng đang vô cùng đau khổ, nhưng bà biết rằng hiện tại tính mạng của những người dân trong làng là vô cùng quan trọng, và chỉ có thầy Tứ mới giúp họ vượt qua tai kiếp mà thôi. Khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe cuối cùng cũng đã lăn bánh đến địa phận ngôi làng của bà. Chiếc xe vừa đến nơi, thầy Tứ liền hốt hoảng nhận ra luồng âm khí dày đặc đang bao vây lấy một ngôi nhà ngay gần đó. Bà Hương cùng chồng cũng bàng hoàng nhận ra nhà của Bách đang vang lên những tiếng la hét sợ hãi. Chưa ai kịp phản ứng thì bất ngờ thầy Tư nhảy xuống khỏi xe một mạch, lao về căn nhà trước mặt. Lúc này ở bên trong, bàn ghế đã đổ ngổn ngang, người chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Thầy Tứ lao nhanh về linh đường, nơi xác chết của Bách đang từng bước tiến về phía bố mẹ của mình, toàn vồ lấy họ. Dừng tay! Thầy Tứ hét lên rồi nhảy mạnh tới, thanh kiếm gỗ đào trên tay linh động, đâm mạnh vào người của Bách khiến hắn ta đau đớn, vội vàng lùi ra đằng sau. Bố mẹ của anh ta sợ hãi nhìn người lạ trước mặt, chưa kịp nói gì đã bị thầy Tứ gắt. Còn đứng đó làm gì?
mau chạy đi nhanh. Vợ chồng ông Kiên bấy giờ cũng lao vào, còn người tài xế đã bị khung cảnh trước mặt dọa cho chạy mất dép. Cả hai vội vàng đỡ bố mẹ của Bách ra bên ngoài, còn không quên căn dặn: thầy nhớ cẩn thận ạ. Thầy Tứ khẽ gật đầu. Xác chết của Bách đứng trước mặt không ngừng lắc lư. Đoạn hắn nhàn miệng cười chế giễu: lại là lão sao? Ta đang định tìm lão thì lão lại tự vác xác đến đây rồi. Thầy Tư vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, không một chút thay đổi, cất tiếng: ta biết ta có lỗi với cô, nhưng những người ở đây đều là người vô tội cả. Cô đừng có làm loạn. Vô tội? Bách cản giọng, hay đúng hơn là vong quỷ bên trong thân xác của hắn đang không ngừng rít lên từng tiếng: nếu như không phải bọn nó cướp tiền của tao thì mẹ tao đã không chết thảm vì không có tiền điều trị rồi. Số tiền đó tao phải đánh cuộc cả mạng mình để đi vay tiền đám xã hội đen ấy, vậy mà chúng nó... Nói đến đây, con quỷ khựng lại vì đau buồn. Đến cuối cùng, tính mạng của bản thân cũng như mẹ của mình đều không thể giữ lại. Thầy Tướng nghe vậy cũng lấy làm tiếc lắm. Thầy Tử Tốn giải thích: những người hại cô đều đã phải trả giá rồi. Xin cô hãy dừng lại, đừng gây ác nghiệp nữa. Đến lúc đó, đến bản thân cô cũng không thể siêu thoát được đâu. Thậm chí, cô giết tôi đi cũng được. Nói đoạn, thầy buông thanh kiếm trên tay xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người lẫn con quỷ. Dường như thầy muốn chuộc lại lỗi lầm tày đỉnh của mình bằng chính sinh mạng của bản thân. Không đời nào! Con quỷ rít lên một tiếng rồi lao về bậc sinh thành của hai kẻ sát nhân đã giết mình, muốn lôi họ xuống âm phủ cùng. Thầy Tứ hốt hoảng, vội vàng nắm lấy chuôi kiếm lao người về con quỷ. Tay thầy nhanh thoăn thoắt phóng liên tiếp hai lá bùa về phía của nó, khiến Bách đau đớn ngã vật ra đằng sau. Thầy Tư kể thanh kiếm vào cổ của hắn đe dọa: nếu còn không biết điều thì đừng có trách. Bách nhếch miệng: thì sao? Lão lại định giúp hai kẻ này giết ta thêm một lần nữa sao? Nói đoạn, vong quỷ thoát xác để lộ rõ nguyên hình của mình là một người con gái mặc đầm đỏ với mái tóc dài, cùng gương mặt bị đập nát một bên. Những người xung quanh thấy vậy liền nép sát lại với nhau vô cùng sợ hãi. Cùng lúc đó, vong hồn của Bách và của Tài cũng xuất hiện. Cả hai bị sợi dây xích buộc chặt lại với vong quỷ kia, chịu không ít đau đớn. Con ơi! Bậc sinh thành thấy con mình bị giam cầm như vậy không chịu đựng được, liền quỳ rạp xuống đất vái lấy vái để cái con quỷ trước mặt. Nhưng cô ta chỉ cười vô cùng khoái chí, đoạn lạnh lùng lên tiếng: con của các người xứng đáng xuống 18 tầng địa ngục rồi đó. Thầy Tứ tuy có cách ngăn cản vong quỷ, nhưng hơn ai hết thầy không muốn làm tổn thương vong quỷ ấy thêm một lần nào nữa. Thầy dùng hết sức lực của mình khuyên ngăn: cô đã chết vì hai đứa nó bây giờ, cô lại muốn vì hai đứa này mà bản thân không được đầu thai sao? Quỷ nữ nghe vậy thì đứng hình. Cô đã phải đánh đổi rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Câu nói của thầy Tứ khiến cho cô ta không khỏi suy nghĩ, ngỡ rằng vong quỷ đã hồi tâm chuyển ý. Thầy Tứ đang định tiến lại gần, nhưng chớp mắt một cái vong quỷ đã hét lên. Nó lao đến chỗ thầy, vươn bàn tay bóp chặt lấy yết hầu của thầy mà gằn giọng: dù sao tao cũng giết người rồi thì sợ cái mẹ gì nữa. Thầy Tứ lúc ấy đã chấp nhận cái chết, nhưng điều mà thầy hối hận nhất chính là không thể hướng vong quỷ về lại đúng bản ngã của mình. Ngay khi thầy cảm giác mình sắp chết đến nơi và mọi người xung quanh đang khóc lóc inh ỏi, thì bất ngờ có tiếng nói mà mị vang lên: con gái, con mau dừng tay lại đi. Vong quỷ nghe thấy tiếng gọi liền quay ngoắt lại. Trong chốc lát cô ta đứng hình mất mấy giây. Người trước mặt không ai khác mà chính là mẹ của cô ta. Mau lại đây với mẹ đi con, đừng có làm chuyện ác nữa. Vong quỷ tức tốc lao đến vòng tay của mẹ. Người phụ nữ trung niên ôm chặt lấy con, miệng không khỏi cảm than: mẹ tìm con suốt đó con biết không? Tại sao con lại thành ra như thế này cơ chứ? Bấy giờ vong quỷ như muốn trút hết mọi oan ức trong mình nói ra với mẹ.
nhưng nghẹn ngào không nói nên lời. Cuối cùng, sau khi được mẹ khuyên ngăn, vong quỷ cũng chấp nhận buông bỏ oán hận. Sợi dây xích nới lỏng, vong hồn hai người thanh niên trở về với gia đình, nhưng ai nấy đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người mẹ kia nhìn thầy Tứ nằm rạp trên đất cất tiếng. Mong thầy giúp cho chúng tôi sớm được siêu thoát. Thầy Tứ vừa từ cõi chết trở về, nghe thấy những lời đó liền gật đầu lia lịa. Thật không ngờ, sau bao nhiêu cố gắng vong quỷ kia cũng chịu từ bỏ, nhờ lời khuyên ngăn của mẹ mình. Khi được hỏi bà không hận những người đã giết chết con gái mình và gián tiếp giết chết chính bản thân hay sao, thì bà trầm ngâm đáp lại. Ẩu cũng là do số trời sắp đặt, có thủ hận nhau cũng chẳng giải quyết được điều gì cả. Ngày hôm sau, thầy Tứ làm lễ cho mẹ con của cô gái. Khi ấy chẳng biết vì sao, thầy tiến đến chỗ Hùng đang tò mò hóng chuyện, đặt tay lên đầu cậu nói: cháu có đôi mắt âm dương sẽ giúp ích không ít người. Hãy cầm lấy cái này, khi nào nó bốc cháy thì đó là lúc cháu có thể theo nghiệp âm. Hùng khi ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng người nhà anh thì hiểu hết. Họ dặn anh cất kỹ lá bùa mang theo bên người, và từ đó anh không còn thấy vong hồn nữa. Thầy Tứ sau ngày hôm ấy dở điên dở khùng. Nhiều người nói thầy chỉ giả vờ lang bạc thế thôi, để trả lại nghiệp mà mình đã gây ra. Nghe Hùng kể lại câu chuyện của làng mình, đám bạn vô cùng thích thú. Nhất là Minh, anh hốt hoảng hỏi lại: mày nói có thật không vậy? Thế là tao bị vong nó ám thật à? Hùng nhàn miệng cười, nhìn về phía con đường đối diện, nơi thầy Tứ cũng đang nhìn anh mỉm cười. Đúng vậy. Hùng vừa dứt lời, lá bùa được anh cầm trên tay từ lúc nào bùng cháy trước sự kinh hãi của hai người bạn. Hào và Minh đứng phát dậy, lắp bà lắp bắp. Mày... Hùng mỉm cười, anh không nói gì mà đứng dậy rời đi, không quên quay lại nói: trả tiền nước đi nhé, nếu cần có thể đến gặp tao. Tao sẽ cho mày biết thứ đang đi theo mày là thứ gì. Quý vị thân mến, toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mây Hà đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hãy để lại những bình luận nói nên cảm nhận suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai.